Đây là bộ phim khiến bạn nhận ra mấy đứa học sinh giỏi hóa cũng ngầu phết Và việc gọi chúng nó là người ngoài hành tinh là không nên Vì nếu có một ngày bạn hóa thành đá Chúng nó sẽ là những người duy nhất có thể cứu được bạn Dr. Stone Đây là nhân vật chính Ishigami Senku Một học sinh trung học thiên tài Ngay từ khi còn nhỏ cậu đã say mê với khoa học Với những thí nghiệm vượt xa cả lứa tuổi của cậu Song hành cùng với Senku từ thời cởi chuồng tắm mưa là Taiju Oki một tên cốt đột chỉ được cái tốt bụng và khỏe mạnh hơn người vì thế mà cậu trở thành phụ tá chuyên mua đồ và khuân vác những phát minh của sen cả hai đều không biết rằng họ sắp trở thành những vị cứu tinh của cả nhân loại một ngày nọ khi tai dư đang định tỏ tình với crush chỉ trong chớp mắt một luồng ánh sáng xanh kỳ lạ đã bao phủ toàn trái đất biến tất cả mọi người thành tượng đá trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng không có sự ảnh hưởng của con người các công trình dần bị thiên nhiên xâm lấn Trái đất dần trở về thời đại nguyên sơ trong suốt thời gian bị hóa đá. Senku đã liên tục đếm thời gian để đầu óc của mình không bị mất ý thức. Và đến một ngày khi mùa xuân sang, lớp đá tách vỡ và cậu được giải phóng sau gần 3.700 năm. Chính xác như Senku đã nhầm từng giây, cậu đã được giải thoát khỏi lớp đá. Sau khi xác định thời gian hiện tại, Senku bắt tay ngay vào công cuộc tạo dựng lại nền văn minh, bắt đầu từ công cụ thô sơ, dây thừng, lửa căn biệt thự bên hồ dù đã có được những công cụ như thế nhưng rõ là để sinh tồn thì chỉ thông minh thôi là chưa đủ sen cần một cánh tay lực điển để hỗ trợ cậu phải tìm một đứa sức dài vai rộng phụ mình và kẻ được chọn chính là khứa hàng xóm chỗ cậu thức tỉnh hên sao đảo được ngay khứa tai di bước tiếp theo là tìm cách hồi sinh lại cho não và cơ bắp nữa là xong trong khi nghiên cứu cách thức phá đá sen phát hiện ra một cái hang nồng nặc mùi axit nitric cụ thể là mùi phân rơi sau khi test mớ tóc hóa đá với nước đọng trong hang cậu nhận ra đây chính là thứ mình cần để hồi sinh tai dư sen cư hí hửng hứng nước dội lên đứa bạn nhưng chẳng có gì xảy ra tưới lên chim không phải của cậu hay với những người khác cũng chẳng được nhưng sen cư một tỷ phần trăm không buồn vì thí nghiệm liên tục và tìm ra chân lý mới là khoa học muốn tái hiện lại quá trình dã đông xảy ra với chính mình sen cư quyết định cho tai dư vào hang và để đấy sau 6 tháng cuối cùng lớp vỏ của tai dư cũng bị phá vỡ vừa mới nhìn lại ánh sáng mặt trời khứa não cơ bắp đã mò ngay đến tìm yuzuriha crush của cậu và điều này đều nằm trong tính toán của sen cư cả nên cậu đã để lại lời nhắn để thằng bạn có tỉnh còn mò đến sau 3 nghìn năm lẻ tháng xa cách sen và tai dư đã được hội ngộ giờ đây cái đầu của sen cư cùng cơ bắp của tai dư sẽ là hai yếu tố giải cứu cả nhân loại họ sẽ là adam và eva của thạch giới này còn thằng nào là eva thì Senku cư không nói tuy nhiên để hồi sinh hàng loạt cho nhân loại không thể cứ bê từng người vào hang rồi chờ sáu tháng được sen cư bèn tiến hành thu thập nước bên trong đó để nghiên cứu sau bao thí nghiệm thất bại. Senku bật lên một ý tưởng, pha rượu với axit nitric có trong nước hồi sinh ấy để cho ra nitan một loại dung môi ăn mòn tuy nhiên không phải loại rượu nào cũng sinh ra phản ứng này cái họ cần phải là một loại rượu mạnh trải qua một năm dòng miệt mài thử nghiệm cuối cùng họ cũng tìm được thứ rượu ưng ý nhất để tạo ra nitan và khi thực hiện rót thứ nước thần thánh đó lên một con chim vẫn không phải của sen cư thì con chim đã thoát ra khỏi lớp đá thí nghiệm của họ đã thành công họ đã có thể đẩy nhanh quá trình hồi sinh toàn nhân loại với mẻ dung dịch đầu tiên Sen cư cho tai dư đặc quyền được lựa chọn người tiếp theo để hồi sinh và dĩ nhiên khỏi nói cũng biết cậu sẽ chọn yuzuriha nhưng vừa lúc định hồi sinh crush thì tai dư nhận ra cô đang nút thế nên cậu phải đưa cô về mặc đồ rồi mới pha đá chưa kịp di chuyển thì cả hai đã bị một đàn sư tử dí thấy khó có thể chạy thoát được tay dư định hy sinh cho sen cư ôm yuzuriha trốn thoát nhưng sen cư kịch liệt phản đối vì tay dư làm đĩu gì biết đánh nhau và thiếu tay dư thì cậu khó mà cứu được nhân loại chợt tay dư nhớ ra một người có thể giúp họ lúc này đó là Shishio Tsukasa, học sinh trung học mạnh nhất. Họ quyết định dốc toàn bộ nước hồi sinh để phá đá cho Tsukasa ngay khi tỉnh dậy. Tsukasa nhanh chóng nắm tình hình, lao đến hạ gục con đực đầu đàn bằng một hít. Mấy con cái thấy thế cũng lũ lượt mà xôi xéo. Vậy là nhóm của Senku đã có thành viên thứ ba. Tsukasa sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ cho cả hai và kiêm luôn thợ săn chính. Mỗi lần Tsukasa đi săn hay bắt cá thì đều thu về rất nhiều. Dù có cái bụng siêu to của Taiju cũng chẳng thể chứa hết được. Thực phẩm để lâu sẽ bị hỏng gây lãng phí. Vậy nên sen cư đã cho chúng vào hun khói để tiêu diệt các vi sinh vật nhằm bảo quản nó lâu hơn. Vấn đề an toàn và thực phẩm đã hoàn toàn được giải quyết để thực hiện quá trình phục hưng lại nền văn minh nhân loại. Thứ sen cư cần đầu tiên là canxi Carbonate bởi nó cực kỳ hữu ích trong 4 việc phát triển đất trồng, làm vữa cho xây dựng, tạo ra xà phòng ngừa các bệnh vi trùng vi khuẩn. Còn việc thứ tư thì sen cư giấu nhẹm đi không nói ra vì cậu linh cảm Tsukasa không phải là một nhân vật đơn giản. Đúng như cậu nghĩ, Tsukasa từng bị một gã trung niên say xỉn đánh đến biến dạng khuôn mặt chỉ vì cậu đi nhặt những chiếc vỏ sò để tặng cho cô em gái đang nằm liệt giường trong viện. Tham vọng của Tsukasa sau khi hồi sinh là muốn tạo ra một thiên đường hoàn hảo chỉ dành cho những người có trái tim thuần khiết. Còn những kẻ xấu xa như gã trung niên kia sẽ không được tồn tại. Nhưng Senku không đồng ý như vậy vì cậu là một nhà khoa học, vậy nên tất cả đều sẽ được cứu. Với sự máu lạnh và sức mạnh của Sukasa, Senku hiểu cậu không thể kiểm soát được gã này. Cũng may là thông tin về nước hồi sinh chưa bị lộ, chưa để gã này biết thì hết cứu. Không sợ địch mạnh chỉ sợ đồng đội bóp. Đúng lúc ấy, Tai Dư chạy đến với cái mồm oang ngoang rằng nước hồi sinh đã tích đủ để phục hồi cho Yuzuriha trước màn báo cực mạnh từ thằng bạn chí cốt. Senku cũng đành khô hạn lời mà chấp nhận đưa Tsukasa đi xem thứ sức mạnh hồi sinh nhân loại ấy. Lần này Tai Dư đã chuẩn bị váy vóc tinh tươm cho Yuzuriha khỏi lo crash lộ hàng. Tuy nhiên Senku phát hiện ra nước chưa đủ để cứu người nên sai tai dư khẩn trương đem thêm nước về thấy vậy dư giữ thanh niên não cơ lại và giành đi thay đúng như sen cư sắp đặt để dụ dư ra khỏi chỗ đó nhân lúc cậu ta đến chỗ cái hang sen cư giải thích cho Taiju sự tình rồi cả hai tiến hành pha dung dịch để giải phóng Yuzuriha Dù quá trình hơi lâu nhưng cuối cùng cô cũng đã được hồi sinh Vì quỹ thời gian có hạn Senku bảo họ phải chọn một trong hai kế hoạch Trước khi Sukasa trở lại Một là họ đưa nhau đi trốn Hai là ở lại cùng với cậu để chống lại Sukasa, không cần suy nghĩ lâu la. Cả Taiju và Yuzuriha đều chốt phương án ở lại chiến đấu. Đến lúc này thì Tsukasa đã quay trở lại và cậu ta còn chẳng thèm dấu diếm ý định, sẵn sàng lao vào dùng sức mạnh để chấn áp cả ba người. Taiju đành nhờ thằng bạn chăm sóc Crush Zoom rồi lao vào xanh chín với Tsukasa, kể cả khi Senku hỗ trợ bằng nỏ, Tay dư vốn không biết đánh nhau và không muốn đánh nhau nên bị Sukasa đánh cho bất tỉnh tại chỗ. Với tình hình này chắc cậu phải ngủ vài ngày mới lại được sức. Cứ tưởng không còn Tay dư ngăn cản thì Sukasa sẽ ăn thịt hai người còn lại. Nhưng không, cậu ta quay đi với lời đe dọa. Sen cư mà làm gì cản trở thì cả đám sẽ xanh cỏ luôn. Sau khi thấy địch đã đi xa, Sen cư liền hò thằng bạn dậy. Tầm này họ không thể địch được con mãnh sư kia được. Nhưng khoa học thì có thể. Và giờ họ phải tìm đến Hakone kiếm nguyên liệu làm vũ khí. Sau khi phá hết đồ đạc trong nhà để tạo hiện trường giả, hòng đánh lạc hướng Sukasa, họ bắt đầu cuộc hành trình 80 cây số. Họ vừa đi vừa lạc. Dù Senku đã dùng kính lục giác để nhắm hướng, nhưng độ chính xác cũng không quá cao. Trong cái rủi là có cái hên. Yuzuriha nhận ra một pho tượng Phật khổng lồ mà cô từng đến thăm cùng với gia đình. Nhờ đó mà cả nhóm của Senku đã có thể xác định được tọa độ nơi cả bọn đang đứng, rồi tìm hướng đúng mà tiếp tục hành trình. Trong khi vừa xong, Taiju phát hiện ra bàn chân của Yuzuriha vẫn còn chỗ bị thạch hóa Tuy cô bạn nói không sao Nhưng dư vẫn dốc chút nước hồi sinh để giúp cô dã đá nốt Yuzuriha cảm thấy mọi thương tổn đau nhức ở chân đều không còn nữa. Theo lời Senku thì nguyên nhân đến từ quá trình hóa đá đảo ngược từ đó tạo ra cơ chế tự chữa trị. Vậy nên ngay cả khi mỗi người đều có vết nứt trên da thịt thì họ vẫn sống nhăn. Sau một thời gian quốc bộ, cả đám đã đến được Hakone và tìm ra một suối nước nóng nơi chứa rất nhiều lưu huỳnh. Công dụng nổi tiếng nhất của lưu huỳnh là gì bạn biết chứ? Chính là làm thuốc súng. Trước họng súng thì chúng sinh bình đẳng. Về phía Sukasa thì cậu ta đã phát hiện ra vết tích của nhóm Senku. Tsukasa không tốn đến 5 phút để nhận ra Senku đang nhắm tới điều gì và cậu tức tốc đuổi theo để ngăn cản họ. Trở lại với tình hình của ba người bạn, Senku đã tìm ra ba nguyên liệu để làm thuốc súng gồm lưu huỳnh lấy từ suối nước nóng, than từ việc đốt cây khô và kali nitrat đã làm sẵn. Đầu tiên là trộn ba nguyên liệu đó lại với nhau theo công thức 75% kali nitrat, 10% lưu huỳnh và 15% than. Thêm một chút đường glucose để gia tăng hỏa lực. Đây là công thức xịn được Samsung công nhận đấy nhá. Nên là các bé ngoan đừng làm theo nhé. Cuối cùng là tác động vật lý cho đến khi nó hóa rắn lại là ra sản phẩm. Tai dư nghe đến bốn chữ tác động vật lý là sớn xác vác đá đập. Và suýt chút nữa thì cả lũ nổ bánh xác, nhưng nhờ có cú chơi ngu đó mà Senku đã test được sức công phá của thuốc súng mới tạo. Yuzuriha quan ngại rằng Senku sẽ sử dụng nó để tấn công Tsukasa, nhưng cậu khẳng định rằng cậu chỉ lấy nó làm lợi thế để đàm phán mà thôi. Khi nào bắt buộc thì mới phải dùng trong khi đang dập khói sau vụ nổ cả nhóm phát hiện ra một cột khói khác ở phía xa chắc chắn đó không phải là Sukasa đoán chắc rằng đó là người sống sót khác nhóm của Senku đã cho nổ thêm vài phát để tạo khói gửi tín hiệu nhưng lại nhờ thế mà Sukasa tìm được chỗ của họ trong khi Taiju đang chạy đi gom củi thì Tsukasa đã đến nơi và bắt Yuzuriha làm con tin Bắt Senku giao ra công thức làm thuốc hồi sinh để cô được thả ra Và nếu cậu quy phục thì sẽ giữ được mạng Còn nếu bướng thì chảm không tha Senku thấy Tsukasa dí dao vào cổ Yuzuriha Thì đành phải tiết lộ công thức nước hồi sinh Đúng như dao kèo Tsukasa thả Yuzuriha ra nhưng Senku vẫn không chịu đầu hàng, cậu quyết tâm trung thành với khoa học. Tsukasa dù rất muốn giữ Senku nhưng đành phải giết cậu. Senku bèn bảo "Ê, thế thì tôi muốn chết một cách nhanh gọn không đau đớn." Tsukasa đồng ý và chọn cách gọn gàng nhất là bẻ cổ Senku một cách chuẩn xác. Thế là Senku rest in respect Taiju vốn đang định tí nữa rồi mang củi về Thì bỗng thấy có cảm giác bất an Vội ba chân bốn cẳng quay trở lại Nhưng cậu đã về muộn Senku đã chết Cứ tưởng lần này Taiju sẽ nổi điên lên lao tới sống chết với Tsukasa Nhưng cậu vốn tính tình hiền lành chẳng muốn làm hại đến ai Và với tình thế hiện tại thì chuồn mới là thượng sách Trong lần hiếm hoi khai thác bộ não của mình Taiju đã phối hợp với Yuzuriha che mắt Tsukasa bằng cách lấy đá đập súng mấu thuốc súng tạo ra vụ nổ che mắt kẻ thù rồi mang xác Senku bỏ chạy tin vui là Tsukasa không đuổi theo Tin buồn là họ phải tìm cách hồi sinh một sen cư gãy cổ Với không thuốc men, không bác sĩ, không điều kiện y tế Nhưng với một nụ hôn thì biết đâu à thôi bỏ đi Nhưng Tai Dư biết thằng bạn thân mình là người như thế nào Chắc chắn nó không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được Mà hẳn là đã có cách để tự cứu bản thân hay gì đó chắc chắn nó đã để lại một phương thuốc nào đó Yuzuriha nhớ ra rằng Senku đã gợi ý cho Tsukasa tấn công vào cổ của mình Vận dụng hết neuron não thêm một lần nữa Taiju nhận ra từ khi hồi sinh Senku cứ hay vặn vặn cổ Trong khi hồi trước cậu không hề có thói quen đó Chắc chắn đấy phải là điểm mấu chốt Quả đúng như dự đoán Phần gáy của Senku vẫn chưa hết hóa đá hoàn toàn Nếu áp dụng quá trình hóa đá đảo ngược Nước hồi sinh có khả năng sẽ hồi phục được khớp cổ của cậu. Đó là hy vọng duy nhất mà họ có và may mắn thay, kế hoạch của Senku đã thành công. Nước hồi sinh đã chữa cổ cậu trong quá trình phá đá, nhưng không có thời gian để ăn mừng vì họ cần lập kế hoạch để chống lại Tsukasa. Senku giao cho Yuzuriha nhiệm vụ giả vờ quy thuận Tsukasa để làm nội gián, còn Taiju đảm nhiệm công việc bảo vệ cô. Vì Tsukasa vẫn tin rằng Senku đã chết nên dù cả hai có đi theo cũng không khiến cậu ta nghi ngờ. Còn Senku sẽ ẩn mình đi để tạo ra đế chế khoa học đánh bại Tsukasa, giờ họ tạm chia tay, chưa biết bao giờ sẽ gặp lại, nhưng nhất định họ sẽ hồi sinh nhân loại. Trong khi đó Tsukasa đang quay trở về cái hang thì bị một cô gái tóc vàng tấn công, lý do là cô đã thấy cảnh hắn ra tay giết người. Tuy nhiên ưu tiên bây giờ của Sukasa là quay trở về hang ngay lập tức để bảo vệ nguồn nguyên liệu làm nước hồi sinh. Cậu nhanh chóng đánh bại cô gái lạ mặt bằng cách chặt cây bên đường để nó đè lên người cô. Senku cũng thấy tiếng động bèn xuống xem thử thì gặp cô gái nọ. Vì cô may mắn chỉ mắc kẹt dưới cái cây thôi chứ nội tạng và xương vẫn còn nguyên nên Senku có thời gian để đục đẽo gỗ và cứu lấy cô gái bằng một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người, dòng dọc. Thứ giúp cho thằng nhóc mảnh khảnh như Senku có thể nâng được khúc cây vài trăm cân Và là thứ mà người ngoài hành tinh đã dùng để xây kim tự tháp Tuy nhiên thứ mà cô gái ấn tượng không phải là dòng dọc Mà là sự tự tin tuyệt vời và cách giải quyết vấn đề của chàng trai lạ mặt này Sau khi thoát ra, cô gái mới giới thiệu mình là cô Haku Và cô quyết định đưa Senku đến thăm làng của mình Trên đường đi, cô Haku ghé vào một suối nước nóng để lấy nước chữa bệnh cho chị Cô gánh một lượng nước khoảng đâu đấy 50 lít trên vai mà nhẹ như không là một nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đi dép Sen cư bảo cô cứ thong thả mà đi để cậu gánh hộ cho Rồi tận dụng luôn hệ thống dòng dọc để chế ra luôn một con xe lao dốc Mỗi tội là chưa kịp chế tạo ra bộ phanh nên phần dừng xe thì hơi toang Nhưng ít nhất thì họ cũng đã đến nơi Trước mặt Sen cư lúc này là ngôi làng của cô Haku Bằng mắt thường nhìn qua Cậu ước tính tổng dân của nơi đây khoảng 40 mạng Với lối sống của người thời đồ đá Khi Sen cư định tiến vào làng thì bị hai anh em là Ginro và Kinro ngăn cản theo luật thì người lạ không được bén mảng vào làng kể cả người đó có cứu sống con gái trưởng làng thì cũng cút cô ha cư định dùng vũ lực thì sen cư quyết định làm trò để thay đổi không khí bằng cách thổi bong bóng xà phòng chỉ thế thôi là cậu đã biết được sự tối cổ của nơi này hai ông tướng kia thì chả biết bong bóng xà phòng là gì và thế là sen cư vạch ra kế hoạch thuần phục các cư dân bằng khoa học tuy nhiên không phải ai trong làng cũng mù khoa học như hai khứa kia một thanh niên tên chrome phù thủy tối thượng ở cái làng này thì lại biết rõ bong bóng là gì và cậu ta quyết định so tài cao thấp với sen cư nhưng mà đầu tiên phải tìm một chỗ thoáng đãng đã Cụ thể là ở gần cái kho chứa dụng cụ của cậu ta Đến nơi cô cậu quấn khăn sâu ra skill tạo lửa cầu vòng Khiến cho cả đám mắt tròn mắt dẹt dõi theo trừ sen cư Sen cư thừa biết muốn lửa màu vàng thì ném muối Muốn màu ngọc lam thì ném đồng Còn muốn chuyển tím thì ném tí lưu huỳnh vào là xong Thấy trò của mình bị đọc vị Chrome mang con hàng nóng mà cậu tự hào nhất ra Nếu sờ nó đủ lâu sẽ tạo ra dòng điện Sen cư cũng thừa biết đây chỉ là một quả cầu lưu huỳnh có khả năng tĩnh điện mà thôi Cậu Ben giải thích cách tạo ra quả cầu này rồi thị phạm cho cả đám biết thế nào là tĩnh điện thực sự bằng cách trà sát quả cầu và vải ra thì nó sẽ gấp sức mạnh lên 10 tỷ lần nhưng dù vậy sen cư vẫn rất ấn tượng về khứa chrome này vì dù thế giới có bị reset con người vẫn sẽ tìm hiểu về khoa học chrome còn sở hữu một căn lều chứa đầy nguyên vật liệu mà cậu tìm được và có vẻ cũng nhiều món hữu dụng với sen cư phết thế là cả hai nhanh chóng trở thành bạn và sen cư được cấp quyền truy cập căn lều để đáp lễ cũng như cho chrome thấy thực lực của mình sen cư lấy ít chu sa đập nhỏ rồi đun nóng lên để thu được thủy ngân làm tan một số bụi vàng trong đó rồi lấy ngọn giáo của Kinro nhúng vào, cuối cùng là cho lên lửa. Sản phẩm cho ra sẽ là một ngọn giáo mạ vàng long lanh long lánh. Nhờ có món hàng này đi cửa sau, mà Senku đã được phép ở lại cùng Chrome. Bên cạnh những khoáng vật thì Chrome còn thu về nhiều thảo dược. Nhưng thứ đó là để chế thuốc cứu nữ tư tế Ruri, chị gái cô Haku và cũng là người bạn thân từ thuở nhỏ của cậu. Từ hôm đó, Senku đã kể cho Chrome nghe về nền văn minh nhân loại từ 3.700 năm trước và cái cách mà nó đã bị lụi tàn. Trong khi Chrome còn đang tiếc hùi hụi về những kiến thức của thế giới mấy ngàn năm phát triển ấy, thì sen cư chấn an ngay là tất cả những kiến thức đấy đều đã nằm ở trong đầu của cậu hết rồi. Thế là Chrome đồng ý gia nhập tổ đội, phục dựng lại nền văn minh của nhân loại. Ngay hôm đó họ cũng chốt được mục tiêu đầu tiên mà cả hai sẽ hướng đến, chính là chữa khỏi bệnh của Ruri bằng thuốc kháng sinh. Về cơ bản có hai cách để tạo ra loại thuốc này. Theo đường sinh học là tạo penicillin từ các sinh vật hữu cơ, hoặc theo đường tối cổ là làm thuốc sunfua từ đá. Với điều kiện thế giới hiện tại thì con đường tối cổ là phù hợp nhất. Cốt là phải siêng năng kiên trì, cụ thể các công đoạn như thế nào thì mời các bạn xem sơ đồ này sẽ rõ Tôi cũng chịu cũng chả giải thích được Tối hôm đó khi cả đám đang rảnh rỗi ngắm sao Senku cũng phủ cập thêm kiến thức quanh ta cho cả Chrome lẫn Kohaku Trong đó ngôi sao Bắc đầu luôn hướng về phía Bắc Nhưng Chrome lại thấy nó có vẻ hơi lệch lệch Sau khi quan sát thì Senku cũng phải công nhận là nó lệch thật không chỉ riêng sao Bắc đầu mà các ngôi sao khác cũng bị lệch tương tự Nguyên nhân là do sau 3.700 năm Trục trái đất đã bị thay đổi Ừ từ từ Sao Chrome lại biết sao Bắc đầu lệch nếu Senku thành tâm muốn biết thì Chrome cũng không ngại khoe, lý do là bởi hòn đá này, một hòn đá đặc biệt luôn chỉ về hướng bắc khi đặt trên nước mà Chrome nhặt được ở trên núi. Senku biết ngay đây chính là đá nam châm và nó chính là la bàn để tìm ra nguyên liệu đầu tiên điều chế thuốc sắt. Ngày hôm sau cả bọn bắt tay thu thập cát sắt ở con suối mà Chrome chỉ điểm. Tại đây họ gặp một cô bé đội quả dưa trên đầu, tên cô bé ấy là Suika. Suika muốn đến giúp cho nhóm của Senku. Và Sen cư ok luôn vì vương quốc khoa học thì không từ chối một ai. Kết thúc buổi tìm kiếm, họ thu thập được rất nhiều đá có chứa cát sắt. Tuy nhiên loại sắt này chưa thể dùng được ngay. Mà phải trải qua quá trình trộn với than theo công thức 4 trên 1. Rồi nung nó với nhiệt độ 1500 độ C thì mới cho ra sắt. Vấn đề là nhiệt độ của củi đốt chỉ chạm đến mức 700 độ C là kịch. Vậy nên họ phải chuyển sang cách thổi lò. Sau khi setup trang bị cần thiết xong, cả bọn bắt đầu điên cuồng dùng bộ thổi bằng cơm để tăng oxy vào lò nhưng mà chỉ với bằng này nhân công thì chưa đủ sen cư cần phải tăng cường nhân lực và cậu cũng quyết định dùng khoa học làm mồi nhử bằng cách cho người ta thứ mà người ta cần sau khi nghe báo cáo thám tử lừng danh sư sau khi đi tìm hiểu sen cư nhận ra thức ăn là thứ hấp dẫn lòng người nhất khi nhìn thấy sư chơi với chó Sen cư phát hiện ra thứ cô bé đang cầm chính là cây đuôi cáo Thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu Cậu sẽ hồi sinh món ăn ngon nhất thế giới Ngày hôm sau, cả bọn tiến hành hái nhặt cây kê, kê đuôi cáo dại Rồi đập ra lấy hạt, cho vào vại nước khuấy đều để loại bỏ hết lớp lông bao phủ Với dơm dạ và hạt lép đi Sau khi thu được những hạt kê mẩy nhất Nhóm sen cư bắt đầu nghiền nhỏ chúng thành bột Vậy là họ đã có bột mì phiên bản từ kê đuôi cáo Tiếp theo là phần tạo sản phẩm. Sen cư cho bột mì trộn với trứng chim rồi làm mềm nó bằng kali carbonat rồi trộn đều lên kéo sợi và chặt ra thành từng khúc, nêm thêm cả gia vị và topping các thứ. Tada, bát ramen phiên bản cổ đại chính thức ra đời. Tuy nó không thể ngon bằng thức ăn hiện đại, nhưng vẫn là mỹ vị ở hiện tại. Sen cư liền kéo xe mì đi lôi kéo nhân công. Với dân làng quanh năm chỉ ăn cá nướng, món mì này thực sự là đỉnh cao của ẩm thực. Còn Sen cư thấy họ ăn lấy ăn để thì mừng lắm. Ăn của cậu bao nhiêu thì hôm sau cậu vắt sức gấp 10 tỷ lần. Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một kẻ vừa ăn ramen vừa đòi uống coca Phát hiện ra người lạ trà trộn Cô cư liền gọi Ginro Ginro bao vây quanh hắn với Senku thì khứa này chẳng có gì xa lạ, cậu ta chính là Asagiri Gen, một ảo thuật gia kiêm một nhà tâm lý từng xuất bản mấy cuốn sách đọc vị Gen cứ kêu là mình chỉ là một ảo thuật gia qua đường mà thôi Nhưng với sen cư thì vô tình hay cố ý cũng thế Đã ăn mì rồi thì nai lưng ra mà làm trả nợ Và đã luyện được thanh sắt đầu tiên Tận mắt chứng kiến tài năng của sen cư Gen thừa nhận luôn là mình đến từ đế chế sức mạnh của Tsukasa Với nhiệm vụ xác thực cái chết của sen cư Tuy nhiên nếu sen cư thành công chế ra vũ khí kim loại thì cũng chưa chắc là bên nào sẽ thắng Gen thì là người rất trung thành Trung thành với phe thắng Thấy tên này ma lanh Cô Ha Cư định bắt nhốt hoặc xử hắn luôn, nhưng Sen Cư ngăn lại. Nếu Gen có bề gì thì sẽ đánh động đến Sukasa, nên tốt nhất là lôi kéo tên dẻo mỏ kia về phe mình bằng khoa học, cụ thể là máy phát điện. Nghe xong Gen cũng phải tự hỏi, không biết thằng cu này có ngáo hay không Nhưng 10 tỷ phần trăm là không rồi Trong căn lều của Chrome đã có sẵn thành đồng Những gì sen cư còn thiếu chỉ là một tia chớp Đúng lúc đó trời bỗng nhiên nổi sấm đùng đoàn Một cơn rông rét đột ngột xuất hiện Thế là cả bọn phải gấp rút theo lời sen cư Sen cư lấy một miếng gỗ trên cây cầu Đẽo nó làm thành khuôn Giờ nung chảy đồng đổ lên khuôn để thành sợi Giờ cuộn sợi dây đồng và thanh sắt đã qua phủ một lớp sơn mài cách điện Trong khi đó Đám trai làng nghe tin có phù thủy tối thượng bắt dân làng lao động khổ sai Bèn chạy lên nghênh chiến nghĩ gen chính là tay phù thủy và bị dọa sợ mất mật trở về nhóm khoa học thì họ cần tìm chỗ có nhiều xét nhất có thể chỗ đẹp nhất chính là nơi chrome đã tìm ra đá nam châm nhưng vừa mò đến nơi thì một vấn đề đã phát sinh, họ cần một cái cột thu lôi đủ cao. Thứ mà có vẻ là cây giáo mạ vàng của Kinro sẽ làm được, thế là mặc kệ anh giai làng bị dị, cô Cư giật cây giáo, gắn thanh sắt lên rồi cắm thật nhanh xuống đất, vừa kịp lúc một tia sét đánh xuống. Thế là họ đã có được 500 điện, thứ quan trọng nhất đã có. Senku bước ngay vào công cuộc tạo ra máy phát điện, cậu tiếp tục bắt những người ham ăn đi nung đồng. Tiếp theo là đóng khuôn rát mỏng, sau đó Chrome lấy Corundum, khoáng vật xếp thứ hai về độ cứng để cắt tấm đồng thành bánh xe rồi đem nó đi gia công còn sen cư thì đảm nhiệm công việc bọc dây đồng bằng sơn mài đến cuối ngày máy phát điện đã được hoàn thành nhưng mà là máy phát điện chạy bằng cơm và cần có hai người quay tay cầm với tốc độ đều nhau thế là họ chọn luôn cặp ginro kinro ghen bèn rủ gì là ngoan đi quay máy phát điện đi có điện thì làm thương bạc thương vàng cho thế là hai anh em mới mây đâm đầu và quay rất khí thế và khi có điện thì thứ đầu tiên nên làm là gì? Đèn điện, thứ từng chiếu sáng muôn nơi trước khi tận thế đến dù họ chưa có Volfram để làm bóng đèn xịn nhưng cũng đủ oách rồi Đến lúc này khi đang ở bên ngoài Gen bị một kẻ nào đó tấn công Hắn đấm cho cậu không kịp phản kháng Rồi xiên cho cậu một giáo trí mạng Nhóm sen cư vội chạy ra xem Thì chỉ thấy Gen đang nằm bất động với bê bết máu khắp người Tưởng như quả này cụ đi chân lạnh toát Thì sen cư phát hiện ra Gen đã chuẩn bị những bịch máu giả Vừa để giảm lực đâm Vừa để lừa được đối phương Giữ lại được cái mạng cả bọn đưa gen về lều của Chrome để chữa trị vết thương. Mọi người đều tò mò rằng thằng ác ôn nào đã gây nên sự vụ này. Khói thắc mắc việc điều tra cứ để Suika lo. Và Suika nhanh chóng tìm ra thủ phạm, đó chính là Magma, tên giai làng mạnh chỉ sau cô Haku. Hắn tấn công Gen vì sợ phù thủy tối thượng sẽ cạnh tranh với hắn trong hội thao làng sắp tới trong cuộc thi lần trước. Dù đã áp đảo mọi trai tráng trong làng, nhưng Magma vẫn thua dưới tay cô Haku. Nhưng do luật làng là người thắng cuộc sẽ được cưới nữ tư tế là chị Ruri, mà loạn luân thì kỳ lắm. Nên cuộc đấu sẽ được tổ chức trở lại Nếu gã Magma đó làm trưởng làng Thì công tác làm thuốc cho Ruri sẽ là công cốc Và có thể ảnh hưởng lớn đến vương quốc khoa học Vậy nên cách tốt nhất để giải quyết Là phải có người của nhóm Senku giành chiến thắng Hai người có đủ khả năng nhất Chỉ có hai khứa Kinro và Ginro mà thôi Vì thế cô Haku đã ra sức huấn luyện Để hai anh em kia nâng trình ngày hôm sau cả bọn phát hiện ra gen đã ăn xôi xéo họ cứ sợ gen đi báo tin cho sukasa nhưng sen cư thì không nhất là sau những gì cả hai đã trao đổi với nhau tối hôm qua sen cư đã có được sự trung thành của gen bằng khoa học cụ thể hơn là bằng lời hứa tạo ra coca gen liền quyết định đặt niềm tin vào sen cư và sen cư đã đúng ngay khi về đến đại bản doanh của phe Tsukasa, Gen báo với sếp là Senku đã chết và chỉ tìm được một ngôi làng người tối cổ, thế là câu thêm được thời gian cho Senku. Trở về với tên đầu của hành thì cậu ta bắt tay vào làm thuốc, nhưng trước tiên họ cần thủy tinh để làm các lọ chứa chất hóa học tiện đó cũng là để chữa bệnh cận thị cho Suika. Lý do cô bé luôn đội quả dưa chính là vì hiệu ứng lỗ kim sẽ giúp cô bé nhìn rõ hơn đầu tiên là phải đi tìm nguyên vật liệu cái đã nói đến thủy tinh thì thứ buộc phải có là cát thạch anh nghiền nhỏ chúng ra thành hạt mịn rồi trộn với canxi carbonate rong biển nấu chín thêm một chút trì rồi đem đi nung nóng trải qua quá trình đổ khuôn đúc để làm nguội sen cư đã thu được thấu kính để chữa chứng cận thị thì cần một thấu kính cầu lõm nên cậu đã sáng chế ra một loại máy mài với lưỡi được làm bằng corundum để thực hiện công đoạn này sau khi đo mắt cho sư Ika, họ bắt đầu mài cái thấu kính và thế là nhân loại một lần nữa đã có kính cận tích hợp luôn vào mũ vỏ dưa của sư Ika. Senku cùng Chrome đưa cô bé đến một cánh đồng hoa và để cho cô bé đeo kính. Lần đầu tiên được nhìn rõ vạn vật khiến Suika rơi cả nước mắt. Nhưng Suika không phải là người duy nhất bị cận trong làng. Thông qua chiến đấu, Ginro nhận ra Kinro cũng gặp vấn đề này và khuyên anh nên tìm đến Senku nhờ giúp đỡ. Nhưng Kinro vì lòng tự tôn mà nhất quyết không đồng ý. Trở lại với công cuộc chế tạo công cụ khoa học từ thủy tinh, họ bắt đầu tiến hành đun đá vỏ chai nhằm lấy bọt khí của nó để làm vật liệu cách nhiệt cho lò nung thủy tinh. Tiếp đó là làm một ống sắt để thổi tạo hình thủy tinh. Mọi công đoạn đều ok nhưng bước tạo hình thì fail lòi vì đây là việc đòi hỏi tay nghề của một người thợ thủ công lành nghề. Nghe đến đây, Chrome nhớ đến lão Kaseki, ông là tác giả tạo ra cái khiên của cô cư và cả các cơ sở hạ tầng khác trong làng. Thế là Chrome trói ông và bắt cóc ông ra để năn nỉ. Nhưng Kaseki một mực từ chối giúp nhóm của Senku vì không muốn phục vụ cho thứ tà ma ngoại đạo. Thế là Senku đắc nhân tâm, ngồi thổi ra mấy cục thủy tinh méo mó dị tật khiến lão Kaseki nhìn nắm cả mắt. Thế là ông giật đứt cả dây chói và nhúng tay vào làm cho lũ trẻ danh hiểu thế nào mới là nghệ thuật chẳng mấy chốc mà ông đã thổi ra cả một phòng thí nghiệm hóa học đầy đủ dụng cụ vương quốc khoa học đã chào đón thêm một nhân tố xuất chúng nữa thấy những thành tiệu về thủy tinh ginro nổi ý dụ anh mình đi xin sen cư thiết kế cho cả hai những cây giáo có lưỡi mạ bạc và vàng với lý do hết sức xàm le rằng nó sẽ rất có ích trong cuộc đấu sắp tới thế là cả hai bèn tìm đến sen cư ginro tiếp tục lươn lẹo và cậu đã được thỏa mãn tiện khai trương phòng thí nghiệm sen cư đồng ý làm cho cậu một cây thương mạ bạc nhưng cũng chả phải vì tử tế đáng yêu gì cho cam mà chỉ là để phục vụ cho lợi ích của khoa học cụ thể hơn là cho chuyến đi chết chóc sắp tới cuộc hành trình tiếp theo mà sen Cư cùng các bạn sẽ tìm là một chất khí cực độc không màu không mùi chỉ có cách nhận biết duy nhất là để bạc chuyển màu đen khi tác dụng với nó mà thôi bạc mà chuyển đen thì phải cắp mông chạy cho thật nhanh hoặc là họ sẽ để mạng lại cho nữ thần chết. Mục tiêu của Senku là gì mà đáng sợ đến vậy? Nghe đến vũ khí độc chết người thì Ginro sợ đến quấn ra đài, cầm giáo giò độc nhưng mà lại rón rén đi cuối. Thế là cô Haku đòi đổi vai, giành lấy cây giáo. Nhưng Ginro tiếc cái vũ khí riêng nên lại đánh đi trước. Sau một hồi căng hết cả thần kinh, cả bọn tìm thấy một cái hồ tuyệt đẹp với màu nước xanh ngọc bích. Nhưng điểm khiến Senku để ý nhất không phải là vẻ đẹp mà là địa hình ở xung quanh. Các khí độc hydro sulfur lẫn sulfur dioxide đều nặng hơn không khí, vậy nên chúng sẽ lắng xuống phía đáy của lòng chảo này. Nếu muốn lấy được thứ họ cần thì phải đi xuống phía dưới và việc này vô cùng nguy hiểm. Cơ mà Ginro bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của cái hồ, cứ thế tiến về phía trước không để ý mũi giáo đã hóa đen. Senku hoảng hốt gọi giật giọng và may là cô Haku kịp phản ứng chạy đến kéo Ginro về trước khi cậu tan rã ra thành một đống bầy nhầy. Lúc này Senku mới giới thiệu chất khí mà họ đang đi tìm đó chính là axit sulfuric, một chất khí cực độc nhưng cũng là nền tảng của tất cả các ngành công nghiệp hóa chất và là một nguyên liệu quan trọng để làm thuốc cho Ruri. Vị trí thì biết rồi, nhưng bây giờ làm thế nào để lấy được nó về lại là cả một vấn đề vì chỉ cần hít phải một chút khí này thôi thì sẽ ngay lập tức lăn ra chết ngay tác lực vậy nên việc ưu tiên bây giờ là phải tạo ra mặt nạ phòng độc dù khá tự tin vào khả năng của mình nhưng để đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra Senku muốn truyền hết kiến thức của mình cho Chrome và để cậu ở lại vì nếu cả hai vong mạng thì khoa học nhân loại gần như trở về con số không nói đến đây Chrome lại càng không thể chấp nhận yêu cầu của khứa đầu của hành được bởi cậu tin rằng để có một vương quốc khoa học mà mọi người đều được nghe nhạc hay thì Senku phải là đầu não thế là Senku quyết định làm thêm một chiếc mặt nạ nữa để cả hai người cùng đi ngày hôm sau hai nhà khoa học đã được chuẩn bị phun đồ nghề sẵn sàng chinh phục cái hồ Ginro thì nhát chết không dám đi theo nên là Senku lấy cây giáo bạc trà nó với một chất kiềm là cho thế là thiết bị cảm biến axit sulfuric đã quay trở lại khi đến khu vực chứa khí độc của hồ hai người rất thận trọng trong quá trình khai thác nhưng không may ống dẫn khí cho mặt nạ của Senku bị giò. Chrome chạy lại giúp thì bị trượt rồi ngã xuống hồ. Đúng lúc tưởng tèo đến nơi, Ginro vọt đến đưa cây giáo cho Chrome nắm lấy. Cậu đã được ông Kaseki tiếp thêm can đảm và tiếp cho cả hai mặt nạ phòng độc mà ông làm. Nhờ thế mà Chrome đã thoát chết. Sau cả hai pha chết hụt, họ cuối cùng đã thu được axit sulfuric. Các thành phần làm thuốc hầu như đã đủ, giờ họ chỉ cần pha chế nữa là xong. Đầu tiên phải đun sôi axit sulfuric bonus thêm một chút muối. Chất khí thu được sẽ trải qua quá trình trưng cất và sẽ thu được axit chlorhydric, một loại hóa chất dạng khí. Nếu chẳng may tiếp xúc với mắt thì thôi khỏi nhìn. Tiếp theo sen cư lấy loại khoáng vật mà cậu đã khai thác ở bờ hồ kia, đem đi đun sôi cho nó phản ứng với axit Chlorhydric sẽ cho ra axit Chlorosulfuric thứ này còn mạnh hơn axit sulfuric gấp 10 lần dính vào là da sẽ tan chảy như thây ma bằng việc tách nước muối bằng điện phân sen cư đã có natri hydroxit nôm na là naoh sốt ăn da để hạ nhiệt cho cô ha cư sen cư rủ chrome đi lấy một loại chất rất thiên nhiên mà không hề độc hại ammonia mà sốt ăn da và cái đứt họ định cho người bệnh uống cái quần quay gì vậy nhưng mà từ từ để chế thuốc xong đã giờ chỉ còn thiếu anhydric acetic natri bicarbonate và anilin nữa là ổn Tuy nhiên thành phần quan trọng nhất chính là rượu thì chỉ còn rất ít không đủ để chế thuốc. Lão Kaseki gợi ý cho họ rằng nếu vô địch giải đấu ngày mai thì muốn bao nhiêu rượu cũng được, nhất cử lưỡng tiện. Nhóm Sen cư hạ quyết tâm phải vô địch cho bằng được. Để đảm bảo chiến thắng cuối cùng, Sen cư cũng tham gia để tăng tối đa khả năng chiến thắng. Với chiến thuật cả đám mở đường cho Kinro. Kinro thì nhất quyết muốn thắng một cách chính trực nhưng Ruri thì cần thuốc và Magma mà giành được chức trưởng làng thì loạn hết nên cậu đành đồng ý. Và rồi ngày hội thao làng đã đến. Sau 6 tháng tạm trú ở bên ngoài thì cuối cùng Sen cư cũng được bước vào làng kỳ lạ là chỉ khi vừa mới nghe đến tên Senku, Ruri đã đoán được ra họ của cậu. Họ đang định nói chuyện thêm thì cô ho sặc sụa và được dân làng mang trở về lều. Mở đầu cuộc thi là chuyên mục bốc thăm chia bảng. Dù đã tính toán rất kỹ lộ trình để Kinro vô địch, nhưng người tính không bằng trời tính. Trận mở màn lại là trận giữa Magma và Kinro mới cay. Và thế là toàn bộ kế hoạch đổ sông đổ bể. Quay về tính lại từ đầu với tình hình hiện tại, Senku đề xuất mỗi đứa dùng tí doping tự nhiên với sự kết hợp của lá trà, mật ong và thủy sương bồ. Thế là họ đã có nước tăng lực bản sơ khai nhưng quay đi quay lại khứa Ginro đã sơi sạch hết đám thủy sương bồ báo những đứa còn lại hết hàng mà dùng thấy vậy Suika tình nguyện ra bờ sông hái thêm nhưng mà lại bị phục kích bởi Mental tay chân của Magma hắn trở về báo cho mọi người rằng Suika đã bị ngã xuống sông khi đang hái lá nghe qua đã thấy điêu xoắn cả mỏ Senku và Chrome nghe phát biết ngay nhưng Kohaku thì muốn đảm bảo rằng Suika vẫn an toàn nên cứ chạy đến bờ sông mà kiểm tra cái đã có về muộn giờ thi đấu mà bị xử thua thì cũng được một lúc sau trận chiến giữa magma và kinro đã bắt đầu magma nhanh chóng biết được thị lực của kinro rất kém nên giữ khoảng cách và thế là giành được lợi thế khiến cho kinro khó mà tấn công được sau khi thoát khỏi giấy chói suika đã trở về làng và đoán được kinro cũng bị cận giống mình suika liền búp đồ cho kinro bằng chiếc mũ vỏ dưa của mình với cặp kính của suika dù là vẫn hơi lệch độ nhưng như thế là quá đủ để kinro tránh được hết những đòn tấn công và rồi phản đòn hạ gục magma đánh hắn ngã lăn ra đất cứ tưởng như thế là thắng rồi thì magma gào lên đòi trách va xem búp đồ có phải

nếu trọng tài cho phép thì hắn chịu thua tâm phục khẩu phục với bản tính ngay thẳng kinro đến hỏi ý kiến trọng tài luôn sau một hồi suy nghĩ trọng tài phán kinro hợp lệ vì chiếc mũ dù sao cũng chỉ là trang phục mà thôi tuy nhiên đó cũng là lúc mà kinro để sơ hở và thế là magma đánh lén khiến cậu bất tỉnh trận này kinro đã thua nhưng ít nhất cậu cũng đã khiến cho tên to con kia hao tổn sức mạnh tạo lợi thế cho cô ha cư khi cô đấu với hắn tiếp theo là trận đấu thứ hai giữa chrome và mantle trận đấu căng thẳng kịch tính bao nhiêu thì trận này lại hề hước bấy nhiêu cả hai la vào nhau đánh như hai thằng trẻ con nhưng trận này mantle không cần phải thắng Magma lệnh cho hắn chịu thua để trận của Kohaku nhanh chóng được cho lên sóng. Kohaku chạy không về kịp lúc, thế là bị xử thua và thế là Senku được vào vòng trong. Nhưng Kohaku cũng nhẹ nhõm phần nào vì may mà Suika không có mệnh hệ gì. Cả Kohaku lẫn Kinro đều đã bị loại nên giờ hy vọng đặt hết lên vai Kinro vì vừa đớp được cả mỡ thảo dược. Kinro cảm giác sung sức tự tin hơn mức bình thường vào trận đấu Gino lao lên tấn công lia lịa và bị đánh cho không trượt phát nào nhưng mà trần mé đủ vẫn tự tin vô bờ bến khiến cho đối thủ rén dần rồi lùi dần về phía cuối sàn đấu và cuối cùng Gino đánh được một cú chí mạng giành phần thắng tưởng như đã giành được vinh quang khiến cho các cô em phải đổ đứ đừ bạn bè châm trô thì cái bụng của cậu liên tục quả réo đống thảo dược đã biến cậu thành người tây tây chiểu tiếng cậu ị vang rừng núi Xong xuôi thì cơ thể khô héo không có một chút sức sống Nhìn cậu bây giờ trông không giống tia hy vọng duy nhất để đánh bại Magma lắm Thế là Chrome đành phải men up Xong bị Magma đánh cho tái mặt Cứ cái đà này có mà là vua lì đòn cũng liệm Biết không đọ được cơ bắp nên Chrome quyết định dùng khoa học Theo tính toán của Chrome Cậu sẽ dùng thấu kính trên cái mũ mà Kinro để lại Đốt áo Magma Nhưng mà ấy Senku thấy ngay vấn đề Để có thể tụ quang thì cần phải dùng thấu kính lồi Trong khi kính cận của Suika lại là cầu lõm tác dụng tán quang Vậy nên một tỷ phần trăm là thất bại Nhưng đừng lo vì Chrome đủ thông minh để biết điều đó Trong quá trình ôm chiếc mũ Cậu đã nhỏ hết mồ hôi nước mắt của mình vào chiếc kính để biến nó thành cầu lồi Miễn tay Chrome không dung Mặt nước không sao động là sẽ tụ quang được Nhưng muốn thành công thì phải chờ một lúc Mà làm gì có chuyện Magma đứng nghiêng cho Chrome dở cho Đúng lúc này mà nhân vật đi xa đã quay trở về Gen phù thủy tối thượng đã quay trở lại và cậu nhìn phát biết ngay Chrome đang cố làm gì, liền hỏi Sen cư thời gian cần thiết để kế hoạch hoàn thành. Sau một hồi tụng kinh trong não tính toán, Sen cư đưa ra kết quả là 60 giây. Thế là Gen bắt đầu trò chơi thao túng tâm lý của mình, cậu leo lên nóc nhà, giả vờ như vừa yểm bùa magma và bảo với hắn rằng hắn mà dám cử động thì tim sẽ nổ như pháo hoa luôn. Magma thấy người chết hồi sinh lại còn quay về yểm bùa thì sợ chết khiếp nhưng đằng nào sau trận với Kinro hắn cũng cần hồi sức và nghe Gen thao túng nên hắn ỉ y là chờ một phút Gen sẽ hết mà lực nên tạm thời Magma đang đứng đúng chỗ nhóm khoa học muốn mọi việc còn lại phụ thuộc vào Chrome nhưng tay chân cậu vẫn cứ run lập cập khiến mặt nước liên tục sóng sánh thế là cậu bật chít lên cái chít mang tên hồi tưởng và thế là tay cậu ngừng run ngay khi một phút qua đi và Magma dục dịch ngọn lửa bung lên liếm hết bộ quần áo làm từ lá cỏ khô của hắn Chrome tung nốt một đòn vào hạ bộ của hắn và giành chiến thắng giờ thì chỉ còn mỗi Chrome, Senku và Ginro. Chiến thắng này đã thuộc về Vương quốc khoa học. Giờ họ chỉ cần chọn xem ai sẽ làm trưởng làng mà thôi. Thanh niên Chrome sẽ là sự lựa chọn hàng đầu. Cơ bản ai cũng muốn tác thành cho cậu cùng Ruri. Những trận sau đó coi như là cho xong thủ tục mà thôi. Nhưng khi Ginro vô tri nhận ra là làm trưởng làng thì được cưới Ruri, ăn mì cả ngày và lập dàn harem. Thế là liêm sỉ vứt cho chó gặm. Ginro dồn sức đánh Senku thấy tình hình không ổn, Chrome ném chiếc mũ của Suika vào cho cậu. Ginro thì đếch sợ cho thấu kính hội tụ lao thẳng lên tấn công. Ai Jae Senku dùng nó làm đòn bẩy, phang cho cậu một đòn vào chỗ nhạy cảm và thế là giành chiến thắng. Bây giờ là đến chung kết. Đây cũng chính là thời khắc Chrome đường đường chính chính cưới Ruri, nhưng sau khi mớ adrenaline rút lui, Chrome sập nguồn. Vậy nên kết quả cuối cùng là Senku chính thức trở thành tân trưởng làng và sẽ cưới Ruri trong sự chuyến choáng, hoang mang, bàng hoàng của toàn thể người dân làng. Sau đó họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Không, tự đùa ấy. Làm gì có chuyện đấy. Senku đồng ý cưới luôn, nhưng bệnh tình của Ruri lại trở nặng. Senku vội ly dị ngay trong sự ngơ ngác của mọi người, rồi vội vàng mang rượu về chế thuốc. Dù là vừa cưới xong đã bị bỏ cái rụp, nhưng mà Ruri không lấy làm buồn. Sau khi đánh thức Chrome bởi hai liều ammonia qua đường hít, Senku bắt tay ngay vào công đoạn cuối cùng của quá trình bào chế thuốc, huy động tất cả thần dân vương quốc khoa học, bất kể ngày đêm điều chế cho ra sản phẩm. Sáng hôm sau, tại công trình thanh tre quay nhờ sức nước mà lão Kaseki đã hoàn thành hôm trước, Gen phát hiện ra bên trong các ống ở đây đều là nước khoáng có ga. Cứ tưởng là Senku sử dụng thứ này để chế Coca-Cola như đã hứa với mình. Thanh niên đầu hai thứ tóc bèn hí hửng đến họ thì nhận được câu trả lời là nước này để chế baking soda. Sau khi kết hợp các nguyên liệu cuối cùng thì thành quả sau nửa năm làm việc cật lực, thậm chí là liều cả mạng sống cuối cùng cũng đã ra lò. Họ đã có thuốc kháng sinh và liền mang đến cho Ruri. Gen thì vẫn là người ngoài làng nên không được cho vào Nên Sen cư bảo thằng bạn cứ quay lại lều mà chờ Nơi có một chai coca mát lạnh đang chờ sẵn ở đó Chai nước mà Sen cư làm ra từ nước có ga, rau mùi, chanh, mật ong cầm chai nước trên tay mà tu ửng ực ghen chỉ biết thét lên đã quát quay trở lại với nhóm của Senku cư thì sau khi cho ruri uống thuốc xanh cư bắt đầu công cuộc chẩn đoán bệnh thông qua tính kêu của ruri xanh cư phát hiện ra trong phổi của cô nàng có đọng nước tiện thấy một con chuột chết ở gần đó cậu liền mang nó về để giải phẫu tìm thêm tư liệu và phát hiện ra trong phổi con chuột có những phần sưng đỏ đây có thể là một loại vi khuẩn có khả năng chuyển nhiễm từ chuột sang thuốc kháng sinh cũng có giới hạn của nó nếu ruri mà mắc chứng lao phổi thì coi như chịu chết không thể cứu được ruri từ lúc uống thuốc thì ho dữ dội dần đều thấy con gái ho không kịp thở cựu trưởng làng định tẩn cho các nhà khoa học một trận nhưng sen cơ nhận ra rằng dấu hiệu của ruri là điểm lành thuốc đang phát huy tốt công dụng của nó và cô chỉ bị viêm phổi mà thôi dù rằng đây cũng từng là căn bệnh gây tử vong cho hàng triệu người nhưng nhờ hàng ngày ruri được tắm bằng nước nóng do cô ha cư mang về với cơ thể luôn sạch sẽ và ấm áp thì chỉ hoãn được sự phát triển của bệnh chỉ cần chăm chỉ uống thuốc thì coi như sẽ khỏe lại như cũ ban đầu thì cha ruri còn không tin ông cay thằng âm binh làm cho con ông ho dữ hơn nhưng mọi người cùng nhau thuyết phục và ông cũng đã thử đặt niềm tin để rồi sau quá trình uống thuốc đó ruri đã trở lại và tươi tắn lên rất nhiều sự năng động sau những năm tháng quằn quại với bệnh tật của cô khiến cho những người xung quanh phải bật khóc nhờ thành tựu ấy mà sẽ cư đã được cả làng công nhận Cậu chính thức trở thành trưởng làng Ishigami Ngay khi nghe xong tên làng Những câu hỏi bắt đầu nhen nhóm trong đầu Senku Đến đây thì Ruri tìm tới Bảo rằng ngay từ đầu đã đoán được họ của cậu Ruri là nữ tư tế của làng Người nắm trong tay 100 câu chuyện truyền thuyết Lý do cô biết tên của Senku là bởi vì tên cậu cũng là title của câu chuyện cuối cùng Tóm gọn lại thì đó là câu chuyện về thời trẻ trâu của Senku qua lời kể của Ishigami Biyakuya, cha ruột của cậu. Từ nhỏ, thanh niên đầu của hành đã vô cùng đam mê khoa học và thích tìm hiểu về những thứ xung quanh. Biyakuya cũng là một giáo sư đại học có số má về ngành hàng không vũ trụ. Ông ước mơ được làm phi hành gia, nhưng 10 năm liền bị đánh trượt do không thể bơi trong bộ quần áo phi hành gia. Khi ông chuẩn bị bỏ cuộc đến nơi, cô con Senku đã dày công phát minh ra cả đống thứ hỗ trợ ông tập luyện. Tuy cũng chả hiệu quả mấy nhưng mà Biyakuya đơn giản là không thể phụ lòng con trai của mình. Đó cũng là câu chuyện mà ông kể cho những người phỏng vấn của Yasa để khẳng định khát khao bay vào vũ trụ của ông. Và rồi cuối cùng, Biyakuya cũng đã có cơ hội lên tàu vũ trụ để bước ra ngoài không gian. Đi cùng ông là một thanh niên trẻ tuổi tên Shamil, nữ diva danh tiếng Ly Liền, người đơn giản chỉ là chi rất nhiều tiền để ra vũ trụ du lịch trên trạm vũ trụ. Ông còn gặp và làm quen với vợ chồng bác sĩ Dalia và Jacob cùng với Connie, một nhân viên đến từ NASA tuy nhiên lên vũ trụ chưa lâu cả phi hành đoàn đã chứng kiến thứ ánh sáng kỳ lạ kia xuất hiện mất kết nối với mặt đất họ vội kết nối với các camera ở trái đất và biết được điều gì vừa xảy ra ở mãi ngoài không gian thì mọi người sẽ chết đói mất và 7 tỷ cư dân cần phải được cứu nên Biyakuya đề xuất là 6 người họ trở về trái đất và Biyakuya tình nguyện là người tiên phong tuy nhiên Shamil và những người còn lại ra sức ngăn cản ông vì họ biết ông còn trách nhiệm với một đứa con họ bèn cử Shamil, Connie và Lilian đi trước con tàu của ba người đáp xuống trái đất thành công tin mừng là họ không bị hóa đá còn tin xấu là con tàu đáp ngay giữa đại dương không thoát ra được thì chẳng mấy chốc hết oxy mà hẹo vậy nên biakuya cùng hai thành viên còn lại quyết định sẽ cùng hạ cánh mặc cho sai số khoảng cách tiếp đất lên đến 10 km ông vẫn quyết định phải làm dù có phải bơi tận chục cây số đi nữa và quả nhiên cha của sen cư đã làm được một mình ông đã chèo thuyền đến chỗ con tàu của ba người đi trước hạ cánh và đã cứu họ thoát khỏi hiểm cảnh sáu người từ đó cùng nhau sinh tồn trên hoang đảo ai rồi cũng hòn đi cặp bác sĩ thì đã có con còn Connie và Shamil cũng kết hôn nhưng sống giữa điều kiện cơ sở vật chất nghèo nàn như vậy thì bệnh tật sớm muộn gì cũng tìm đến và người phải hứng chịu đầu tiên là Connie trước tình cảnh đó Dalia và Jacob xung phong ra biển tìm về đất liền để tìm kiếm nguồn kháng sinh nhưng rồi họ cũng một đi mà không trở lại ít lâu sau đến lượt Shamil tạ thế để lại đứa con cho Biyakuya và Liliana nuôi dưỡng, quyết không để loài người diệt vong. Biyakuya bèn truyền lại những tri thức cho thế hệ tương lai thông qua 100 câu chuyện. Ông lấy những câu chuyện dân gian, cổ tích, nhô nhét vào đó những bí quyết bảo quản thực phẩm, tránh xa nguy hiểm, đặc biệt là thông tin về những khoáng vật. Vì ông tin rằng sau này chắc chắn sẽ có những người quan tâm và thu thập chúng về, ông đặt một niềm tin mãnh liệt và sen cư. Ông tin rằng cậu sẽ thoát khỏi lớp đá và gây dựng lại văn minh nhân loại. Câu chuyện thứ 100 cũng là lời nhắn của ông dành cho Sen cư. Món quà khoa học ông dành cho cậu chính là những đồng đội bây giờ và áp lực trọng trách to vờ lờ kể cả so với một phụ huynh châu á ngay khi trở về làng sen cư đã hỏi ghen tình hình của phe tsukasa và hay tin rằng đế chế sức mạnh đang chuẩn bị tấn công do khi quay trở về gen nói rằng mình không tìm được xác của senku Tsukasa đã sinh nghi để cho chắc cốp hắn sẽ tấn công ngay khi có đủ nhân lực cuộc chiến giữa hai phe đã đến gần lắm rồi cho nên muốn cân được phe Tsukasa... vương quốc khoa học cần phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng ở phía ngoài làng trong khi hai anh em vàng bạc đang thực hiện công tác canh phòng thì kinro đã phát hiện ra có kẻ lờn vẩn quanh đây bảo thằng em mau chóng về làng báo tin sẵn sàng chiến đấu ở trong khu rừng một lực lượng toàn những gã đô con đã áp sát người đứng đầu bọn chúng chính là hyoga cánh tay phải của Tsukasa, hắn có tuyệt kỹ đâm thương lắc vòng, hạ gục được cả Kinro. Trong khoảnh khắc ngã khỏi cây cầu, Kinro đã kịp bám lấy chân của Hioga nhằm giữ hắn không đi vào làng thêm nữa. Cùng lúc ấy, Ginro cùng nhóm của Senku cũng đã đến nơi. Kinro liền kêu Ginro, mau chóng cắt đứt dây cầu, ngăn lũ này tiến vào. Nhưng Ginro chần chừ, vậy là Senku bèn kêu luôn là phe tớ đã chế được súng thực ra là họ chưa nhưng ghen dàn dựng một tiếng nổ trong khi sen cư múa may khiến phe kia tưởng thật mà rút lui sau khi đám đó rời đi sen cư cùng anh em liền kéo kinro vào làm công tác trị thương mỗi tội cách làm hơi ô dề này chả biết có hiệu quả hay không mong là có ghen thì vẫn chơi trò hai mang trở về bên hyoga tìm cách câu thêm thời gian cho sen cư bằng cách gợi ý cho chúng hãy tấn công vào lúc trời mưa bão để vô hiệu hóa thuốc súng đám lâu nhau thì dĩ nhiên là nghe theo còn hyoga thì sau một lúc suy nghĩ cũng đồng ý tận dụng thời gian đó senku đã nâng cấp đồ cho kinro bằng một cặp kính đúng độ và giáo giết chuẩn bị vũ khí để chống lại kẻ địch chưa được bao lâu thì một cơn bão thình lình ập đến nhưng có vẻ là quân senku đã sẵn sàng khi đám cốt đồ tấn công chúng đã phải hoảng hồn khi trên tay những chiến binh ishigami là những thanh katana món kiếm chứ danh của người nhật Chúng đã được chế tạo cực nhanh nhờ khoa học và rõ ràng là uy lực hơn hẳn mấy cái que gỗ cột cục đá của đám kia. Nhưng mà ê, đừng quên Hyoga và tuyệt kỹ múa thương lắc vong Hắn nhanh chóng đánh bại từng người một. Hắn định xiên cô nhưng cây thương đột nhiên rụng mũi. Chỉ cần nghĩ tí thôi là biết ngay tại sao. Chính Gen đã dở trò với vũ khí của hắn bằng con dao nhỏ do Sen cư nhờ Suika chuyển đến cho cậu. Gen giờ không thể hay mang được nữa. Nhưng chiến thắng trận này lại thuộc về dân làng hoặc ít nhất là họ nghĩ thế. Ngôi làng phía sau họ đột nhiên bùng lên một ngọn lửa lớn. Ngọn lửa đó chính là do Homura cánh tay phải của Hyoga gây ra. Sau khi đốt nhà, cô ta cùng cả nhóm Hyoga rút lui. Mọi người nghĩ đám quân của đế chế sức mạnh đã chim cút tối ư? Không có đâu. Chúng chỉ đang lẩn trong rừng, chờ dịp hỗn loạn bắt lấy một vài người dân làng làm con tin, lấy đó để đe dọa rồi giành chiến thắng cuối cùng. Nhóm Senku cư giờ phải cố mà đề phòng địch tập kích, nhưng đúng lúc đó, Homura đã lẻn ra sau thêm lần nữa vào nhóm lửa. Nếu cứ để như vậy thì thành quả của nhóm sen cư sẽ bay màu trong phút chốc. Lúc này mà bị tấn công thì cả lũ có mà đi bán muối hết. Trước tình hình nguy cấp như vậy, cô bé Suika đã quyết định làm mồi nhử thu hút sự chú ý. Ngay khi phát hiện cô bé, đám cốt đột vội đuổi theo mà không hề hay biết. Chúng đã bị dẫn đến nơi chứa khí độc axit sulfuric. Đúng lúc đó thì gió lùa làm khí độc bay từ đỉnh núi tràn xuống ngay trong khoảnh khắc nó tràn đến thì Kohaku đã mang mặt nạ phòng độc đến kịp cứu lấy Suika. Đám người của Hyoga ngay có khí độc thì cũng leo hết lên cây. Senku xuất hiện với mặt nạ phòng độc, nhận vơ đó là khí độc cậu tự chế tạo ra để dọa chúng. Rồi gọi Suika và Kohaku thong thả đi về. Hyoga ban tính bán nghi nhưng sợ không dám tự thử liền đẩy mấy tên cốt đột xuống làm chuột bạch kết quả cho thấy sen cư không hề đùa và từ đây hyoga biết không thể nhờ được với vương quốc khoa học đế chế sức mạnh muốn thắng thì phải áp đảo về số lượng sau thắng lợi này dân làng ishigami bắt tay vào phục dựng ngôi làng còn tổ đội khoa học thì giáo giết chế vũ khí vì họ còn quá ít thuốc súng và thiếu nguyên liệu để chế thêm trong khi phe tsukasa càng hồi sinh nhiều người càng mạnh vậy nên sen cư muốn phải chủ động tấn công trước bằng thứ vũ khí đáng sợ nhất của nhân loại gen cứ tưởng sen đang âm mưu chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc là corona nhưng thứ sen cư nói đến lại là tế telephone Tại sao lại là telephone? Trong chiến tranh, thứ quan trọng nhất chính là thông tin Chỉ cần có đủ thông tin thì họ có thể thắng mà không cần đánh nhau Chưa kể, họ còn có sẵn hai gián điệp đã được cài trong hàng ngũ địch Đó là Taiju và Yuzuriha Tại trụ sở của đế chế sức mạnh Hyoga đã trở về và báo cáo tình hình cho Tsukasa từ việc Gen đã làm phản cho đến việc ngôi làng đã có những bước tiến về khoa học, đặc biệt là Senku vẫn còn sống. Ngay khi biết tin ấy, Tsukasa liền bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là chú ý theo dõi Taiju và Yuzuriha, đồng thời củng cố lực lượng và tấn công ngay khi xuân sang trong thời gian hiện tại homura sẽ ở lại quan sát hành tung của vương quốc khoa học mỗi tội muốn báo tin thì lại phải chạy bộ về trở về với tình hình của tổ đội khoa học sen cư cùng các huynh đệ đang chuẩn bị thực hiện lộ trình đã vạch ra trong vòng vài tháng họ phải chuẩn bị xong nhờ chức vụ trưởng làng của sen cư mà họ đã có thêm cả mớ nhân công nhưng mà khoan chẳng phải là làm điện thoại thì phải có anten với tòa tháp viễn thông gì gì đấy hay sao nếu bạn thành tâm muốn biết thì sen cư cũng không ngại trả lời về cơ bản thì âm thanh vốn là rung động trong không khí, khi nó đi qua đầu thu của điện thoại thì sẽ bị mã hóa và trở thành sóng điện, rồi khuếch đại thông qua ống chân không. Sau quá trình dòng điện dao động lặp đi lặp lại cùng một vị trí, sẽ truyền vào không khí dưới dạng các đợt sóng năng lượng. Bên nghe chỉ cần làm ngược lại là sẽ nhận được. Sau khi nghe xong thì cả đám đụt hết cả ra vì chá ông nào hiểu gì và tôi cũng thế. Để bắt đầu làm điện thoại, họ phải có máy làm kẹo bông. Ơ, ờ, sợ thế. Thứ mà Sen cư muốn là chiếc máy để nung vàng và thu về những sợi vàng mảnh thứ cần thiết trong các thiết bị điện và máy này có thể dùng để làm kẹo bông để đảm bảo chất lượng và để dụ dỗ con dân nghe lời Senku chủ trương làm kẹo bông trước để test độ ổn định của các dây rồi mới chuẩn bị sản xuất thiết bị tận dụng số tinh thể đường còn sót lại trong các hũ rượu bị đốt trong vụ hỏa hoạn Senku cho chúng vào máy xoay rồi cho hai anh em nhà Kinro và Ginro kéo liên tục cuối cùng là thu được những bông kẹo ngọt và ngon khiến dân làng mê tít Senku cô đã nhận ra sự xuất hiện của Homura Nhưng theo Gen bảo thì ả này cực kỳ trung thành với Hyoga Không thể mua chuộc được Và chắc chắn là cả làng không tài nào cắt đuôi được Homura chiều hôm đó Senku cùng anh em nhà Ginro và Kinro đã đến chỗ Homura Và để lại cho cô một chiếc kẹo bông Không quên gửi cho cô thông điệp là Ăn đi đừng sợ, mà sợ đi thôi theo lời giải thích của Senku thì cậu muốn Homura cho Tsukasa biết về kẹo bông và cũng có tí dụ dỗ Homura bằng đồ ngọt. Sau quá trình nghiêm túc thẩm kẹo, Senku nhận ra những sợi kẹo không hề hoàn hảo. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc chế tạo sợi vàng về sau. Nguyên nhân chính là vì hai anh em bạc vàng không thể nào quay đều 100% được. Khi thay đổi hướng thì lực quay cũng bị ảnh hưởng. Và để khắc phục điều đó, họ phải tạo ra công cụ đã dẫn tới bước ngoặt công nghiệp trong lịch sử: bánh răng. Tận dụng chiếc khiên của cô Haku với chất liệu 1 tỷ phần trăm siêu phù hợp kết hợp với những chiếc răng mới khoét của lão Kaseki họ làm ra máy làm kẹo bông chạy bằng cơm cho ra những sợi bông đồng đều chất lượng thấy cái bánh răng Chrome nảy ra một ý tưởng mới và lão Kaseki thích ý tưởng của cậu thế là một già một trẻ kéo nhau đi làm luôn cho nóng còn sen cư thì ở lại dục dịch mở ra địa ngục chân tay cho nhân công cậu cho dân làng xoắn những sợi vàng được tạo ra thành một cuộn dây siêu mảnh dài từ chỗ họ lên đến đỉnh núi trong khi dân làng già trẻ gái trai bị trưởng làng bóc lột thì ở một nơi nào đó chrome cùng lão kaseki cũng miệt mài thực hiện công trình của mình và đến ngày thứ ba thì nó đã hoàn thành chrome lê lết thân xác đến gọi sen cư đến nghiệm thành quả một bánh xe nước to vật vã nối với máy phát điện mà trước đó họ đã làm sen cư vô cùng ngạc nhiên vì chưa hề có khái niệm đó trước đây nhưng hai ông cháu đã tạo ra máy phát điện thủy lực đưa vương quốc khoa học đến những ngày đầu của kỷ nguyên máy móc tuy nhiên thì họ cần nhiều điện hơn linh hoạt hơn đa dụng hơn vậy nên Senku quyết định làm vật chứa để tích điện tạo nguồn năng lượng cho máy móc. Lão Kaseki cùng Chrome cũng đã mệt muốn đứt sự sống, vẫn bị tên độc tài Senku lôi dậy để làm bình chứa điện aka pin bằng cách cho thanh trì và quý cô hai mặt axit sulfuric rồi cứ thế cho điện chạy qua là có ngay một bình chứa điện thôi. Và rồi khi ghép 5 bình như thế lại thì sẽ cho ra pin. Với thứ này, hai anh em Kinro và Ginro sẽ không phải miệt mài quay tay nữa mà có thêm thời gian để luyện tập với Kohaku để chuẩn bị cho cuộc chiến ở một khía cạnh khác của bánh răng. Nếu áp dụng nó ở dạng một nửa và để so le các thanh răng vào nhau có thể tạo ra chuyển động tới lui sen cư thêm lần nữa giúp nhân dân giảm tải vận động chân tay khi tận dụng cơ chế đó để tạo ra động cơ thổi level 3 vừa tăng sản lượng lại tiết kiệm nhân công khỏi nói có biết dân làng mừng rớt nước mắt đến mức nào vấn đề lương thực trong mùa đông cũng được giải quyết nhờ có công nghệ đóng bình tiền nhân của công nghệ đóng hộp chỉ với những chiếc bánh răng mà có thể nâng cao đời sống đến như vậy em yêu khoa học mục tiêu tiếp theo của tổ đội khoa học là làm ra bóng đèn do khi phát sáng nhiệt độ của đèn có thể lên đến 2.000 độ c khiến sợi nối kim loại bị nóng chảy nên sen cư đã phải gia cố thủy tinh với một ít chất dính trong đó nhưng mà cũng chẳng xi si nhê dù thế nhưng họ vẫn không chịu bỏ cuộc nhờ sử dụng khả năng bắt không khí của thủy ngân làm ngăn chặn quá trình đốt cháy nhóm sen cư đã thành công chinh phục bóng đèn thứ đã từng một thời soi sáng đêm đen cho cả nhân loại khi đã có bóng đèn chrome có thể tiến vào sâu trong các hang để khai thác và cậu hào hứng muốn tìm thêm khoáng sản về cho sen cư nhưng sen cư kêu thôi khỏi tìm đủ sai rồi có kiếm thêm quặng đồng thì kiếm để phục vụ cho những dự án cấp độ quái vật tiếp theo và dự án ấy chính là tạo ra ống chân không trái tim của điện thoại tuy nhiên bất kể họ thử kiểu gì thì nó cũng thất bại bóng không nứt thì cũng cháy dây tóc cả bọn nhận ra rằng dây tóc làm bằng tre thì quá yếu không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu vậy nên cần phải tìm một nguyên liệu khác để thay thế chrome và kohaku sẵn sàng đi tìm thứ nguyên liệu ấy tuy nhiên sen cư cho rằng ở thời này nó không hề tồn tại Tối hôm đó, Suika vẫn cố gắng tìm kiếm trong đám khoáng vật mà Chrome mang về để xem trong ấy có gì hay không. Vô tình thế nào cô bé lại cầm đúng hòn đá Shelit khi đang cùng cả dân làng đón bình minh đầu tiên của năm mới. Hòn đá đó đã phát sáng và Sen cư nhận ra đây chính là mảnh ghép mà cậu tưởng như không tồn tại. Ẩn trong khoáng vật này chính là Wolfram, kim loại chịu nhiệt tốt nhất để tạo ra dây tóc bóng đèn. Thế là hôm sau, cả đám dục dịch đi tìm thêm Wolfram. Ngoài Chrome chắc xuất ra thì Sen cư chọn thêm Magma. Đơn giản là vì đội cần một kẻ có thể chất tốt để khuân vác và khai thác Trước khi đi Gen đã thì thầm nhỏ gì đó với Magma Liệu tên này lại ủ mưu gì đây? Nhìn mặt thấy có vẻ gì đấy gian lắm Sau thời gian băng đèo vượt núi Họ đã đến được hang đá gần con suối mà Chrome tìm ra mẫu quặng Wolfram Đi cùng Magma khiến Chrome đâm lo Cậu sợ hắn có thể làm càn, thủ tiêu hai đứa Nhưng Senku vẫn một lòng tin vào quyết định của mình Đi sâu hơn vào hang Họ tìm ra đá Mika một loại đá rất giòn nếu bước đi mà không cẩn thận là rơi xuống mất mạng như chơi đột nhiên magma lao đến xô sen cư khiến lớp đá dưới chân hắn vỡ ra hắn rơi xuống dưới sen cư kịp thời nắm lấy cánh tay hắn ta nhưng nom cũng chẳng trụ được lâu vì sức người có hạn và lớp đất dưới chân cũng bắt đầu nứt toác thấy thế chrome vội bảo thằng bạn buông tay ra thì hơn magma vừa cố tình đẩy cậu vào cửa tử thì giúp hắn làm gì ngay thấy thế magma cũng đệm thêm vào đó chính xác là điều hắn muốn bởi lẽ hắn không chấp nhận quy phục lũ yếu ớt không muốn xếp dưới lũ sen cư và chrome chỉ vì sen cư xuất hiện mà hắn mất chức trưởng làng nói xong thì chỗ đứng của sen cư cũng sụt và cả hai cứ thế rơi tự do hên là cái hố này nông chứ không thì hai người đi chầu ông bà rồi trong khi sen cư đang nghĩ xem làm thế nào để bò lên thì ở bên trên chrome đã đổ nước dần dần để sen cư và magma nổi lên như quả bưởi trong trạng tí mỗi tội là cái hố nó rộng và mỗi một lần đổ để chỉ được một bình chắc congo ăn tết lần thứ hai vẫn chưa xong bây giờ là lúc cái đầu của sen cư lên tiếng cậu gợi ý cho Chrome áp dụng cách truyền nước từ chỗ cao xuống chỗ thấp để bơm đầy cái hố. Trong khi chờ đợi, Senku đã giải thích cho Magma hiểu rằng ở thời đại của cậu không phải là kẻ yếu được lên ngôi mà tất cả đều có sự hòa hợp và phân công lao động, những bộ não và những khối cơ hợp tác với nhau và có vai trò ngang nhau. Thiếu đi một trong hai, con người sẽ không bao giờ có thể phát triển được. Cậu cần magma phải tin cậu và hứa sẽ cho hắn thấy những điều tuyệt vời gấp nhiều lần hiện tại nữa. Magma nghe thế thì chỉ im lặng, sau một hồi ngẫm nghĩ, magma quyết định sẽ đẩy cư lên trước. Hắn đã chọn đứng về phe cậu. Cả nhóm sau khi thoát ra thì tìm thấy một mỏ quặng lớn, có đủ loại khoáng vật do địa chất nơi đây có mạch nước sôi nên trong đá vôi có lẫn nhiều loại khoáng vật khác nhau. Và đó được gọi là mỏ Scorn. Nhờ có sức mạnh của magma mà cả bọn đã khai thác được mỏ này. Đến giờ Senku mới nói rằng cậu biết thừa lúc nãy ma đẩy cậu là vì thấy đá dưới chân cậu nứt và lo rằng cậu sẽ rơi xuống. Nghe xong Chrome vội đi xin lỗi Magma vì đã hiểu lầm. Sau khi khai thác xong, Magma trói Senku lại và vác cậu bỏ chạy. What the fuck, đấy có phải là bắt cóc không? Hay là làng Ishigami đem Senku giao nộp? Không. <laughs> Đây thực chất chính là kế hoạch của cả làng để tặng cho sen cư một đài quan sát kính viễn vọng làm quà sinh nhật. Mơ ý tưởng này là từ Gen mà ra, nhưng như thế là chưa đủ. Để cho trưởng làng nương tay không bóc lột con dân nữa, họ tiếp tục tinh chế các khoáng sản để làm ra loại dây tóc hoàn hảo. Magma từ đây cũng chăm chỉ đến lạ thường, dù mồm không thừa nhận. Nhưng hắn cũng đã là một thành viên của vương quốc khoa học để chế ra dây tóc họ nghiền nhỏ đá chứa quặng rồi tẩm ướp thêm mấy gia vị hóa học vào biến nó thành một thứ tựa như kem đánh răng rồi loại bỏ tạp chất bên trong bằng hydro thông qua quá trình nung trong thủy tinh với nhiệt độ tối thiểu 1000 độ C. Càng nung với nhiệt độ cao thì Wolfram càng trâu. Vấn đề bây giờ là loại thủy tinh nào có thể chịu được mức nhiệt độ 1K độ đây? Vì thời gian không còn nhiều và bằng tất cả sự tin tưởng, Senku giao lại nhiệm vụ này cho Chrome, còn cậu đi xử lý mớ kem đánh răng kia. Chrome tuy hơi hoang mang, nhưng cậu vẫn nhận job và cố hết sức chạy deadline. Thấy lũ trẻ hàng say sáng tạo, lão Kaseki đâm có chút ghen tị, vì từ xưa lão vốn luôn phải làm mọi thứ một mình. Ai ai trong làng cũng muốn làm chiến binh, chả ai chia sẻ ước mơ nghệ nhân của lão. Chrome bảo nhưng ông là bạn của bọn con cơ mà Bạn già hơn tí vẫn là bạn Thế là lão Kaseki xúc động vờ lờ Và phụ giúp Chrome hoàn thành công việc về phía sen cư Thì Gen cũng bị lôi vào luôn vì chắc cậu cũng biết tí về khoa học Công việc của Gen rất đơn giản Chỉ cần đun sôi lam ngọc trong Natrihydroxid rồi kết tinh trong hỗn hợp gồm vỏ sò, axit chlorhydric và ammoniac. Cuối cùng là nấu nó lên rồi trộn với mật ong là xong. Thực ra nghe khó phết, nhưng nhờ thế mà Senku đã có được thứ kem đánh răng mong muốn. Bên Chrome và Kaseki thì họ vẫn đang vận dụng hết mọi thứ họ biết để tạo ra hệ thống lò nung nhiệt độ siêu cao. Tuy hơi công kênh nhưng mà thôi cũng được. Tiến trình tạo dây tóc vonfram bắt đầu. Bước đầu là loại bỏ tạp chất trong kem đánh răng đặc biệt bằng cách sử dụng biện pháp cho điện đi qua nước để tách hydro và oxy rồi sử dụng hydro thu được cộng với môi trường nhiệt độ cao thế là họ sẽ thu được thứ Volfram chịu nhiệt tốt nhất hành tinh. Thiết bị tiếp theo cần phải có là một số đồ thủy tinh phức tạp mà lão Kaseki có khi cũng khó lắm mới làm được. Thứ Senku muốn là máy bơm Hickman, một công cụ bơm chân không siêu cấp Vibro, nhưng lão Kaseki không ngán, lão nhận job luôn. Nhiệm vụ tiếp theo mà Senku đề ra là tạo nhựa. Nhựa đúng ra là làm từ xăng dầu nhưng Senku đã tìm ra công thức theo lối khác. Bước đầu chỉ cần cho dung dịch cây được đun nóng và đun sôi nó lên bonus thêm đồng cực nóng vào. Hết đun nóng lại đun sôi các thứ khiến não Chrome không lốt kịp. Senku bèn giải thích cho cậu bản chất của việc này. Tóm lại chỉ là cộng trừ thêm bớt mà thôi. Và cứ như thế, Senku đã chế ra formalin, dung dịch sử dụng để bảo quản xác. Giờ chỉ cần lấy mớ than cháy dở cho tác dụng với natri hydroxit và formalin. Vừa mới xong việc bước ra ngoài thì Senku thấy những người đan sợi vàng đang tê cóng vì lạnh. Cậu lại vội nhờ đám Chrome Cô Haku, Magma và hai anh em nhà Kinro Ginro đi lấy than Còn mình trở về cùng cựu trưởng làng tạo ra một lò sưởi trong nhà Vừa sưởi ấm vừa hâm nóng thức ăn cho mọi người Sau khi đọc bản thiết kế tạo điện thoại Gen thấy thắc mắc vì ống chân không cũng cần pin Và loại pin ấy lại còn là pin mangan Muốn biết pin mangan là gì thì cứ bắt tay vào mà làm Công đoạn thì cũng chẳng có gì to tát Chỉ cần lấy một ít kẽm đặt giữa lớp bọc ngoài mangan Rồi đặt than thỏi lên trên là xong Gen đang hí hửng vì nghĩ nó đơn giản vãi thì Senku ghé tai thì thầm bảo là thêm 800 cái nữa nha khiến cho nụ cười cũng bỏ cậu mà đi. Để tạo ra điện thoại thì chắc chắn phải có micro và nó có thể được tạo ra từ những hạt màu hồng trên nắp bình rượu, cho vào chung với rong biển rồi nấu lên, hòa tan cùng với nước nóng. Thứ chất rắn thu được là muối rosel có tính năng biến âm thanh thành điện. Chỉ cần lấy một lớp muối này dính vào loa nhựa sẽ được micro. Cuối cùng các thiết bị trong sơ đồ đã được hoàn thành và họ đã có được chiếc điện thoại di động đầu tiên. Cả lũ đang phấn khởi vì cuối cùng cũng xong việc thì cô Hoa Cư mới hỏi một câu khiến cả lũ ngớ người. Điện thoại làm mỗi một cái thì gọi cho ai? Thế là cả lũ lại lẻ, lẻ lưỡi đi làm nốt cái thứ hai. Sau khi hoàn thành, Sen Cư nối dây từ làng đến đài quan sát và để Chrome là người đầu tiên thực hiện cuộc gọi. Thấy thế, thế Ginro bèn gợi ý cho cậu nói gì đó ngọt ngào bởi đầu dây bên kia chính là Ruri nên là hãy lựa lời mà nói nhé. Thế là Chrome gào lên, khoa học never die. Thế là Ruri bảo ê điện thoại giống cái loa ghê Ủa khoan Làm sao mà Ruri lại biết về loa cái chứ Tôi thắc mắc và cả Senku cũng vậy Thế là cô giải thích nó có trong 100 câu chuyện của tiền nhân Cụ thể là chuyện thứ 14 Nói về một chú ong biết nói có nickname là loa Chú đốt vào một cái bia mộ Giờ phát ra giọng của người đã khuất đó Nghe sơ thì cứ như câu chuyện tào lao Nhưng rõ là bố sen cư thì thông minh hơn thế Gen phát hiện khi ghép 1 và 4 theo tiếng Nhật lại thì sẽ có được chữ IC tức là đá và khi tách ra sẽ được ngày sinh nhật của Senku. Senku liền đoán trong mộ không chỉ có hai cốt là cả lũ kéo đến khu nghĩa trang ở dưới bia đá Senku phát hiện ra một viên nhộng thời gian bọc bởi bê tông. Bên trong là một vật thể hình tròn được bảo vệ bởi một lớp nhôm. Sau khi rửa nó bằng dung dịch axit chlorhydric, họ thu được một chiếc đĩa ghi âm handmade, thứ mà chắc chắn đã ghi lại những lời nhắn của cha Senku. Khi dân làng thắc mắc làm thế nào mà một cái đít chai lại phát ra âm thanh được, thì Senku có giải thích rằng bản chất âm thanh là sự rung động. Và khi một cây kim đang rung động được dí lên đĩa, nó sẽ tạo ra những đường rãnh trên đĩa. Và khi cho chiếc kim chạy trên cái rãnh đó, thì nó sẽ rung với tần số y như cũ, phát ra những âm thanh ban đầu tóm lại là giờ họ cần máy phát nhạc việc chế tạo cũng khá đơn giản chỉ cần chỉnh sửa lại máy tạo kẹo bông một chút thêm cái kim để chạy trên rãnh nữa thế là họ đã có máy phát nhạc trong chiếc đĩa là tiếng của bố sen cư và món quà của ông dành cho thằng con để mở cửa trái tim của dân làng một bài hát đến từ nữ diva ly liền và các nhạc công trong tổ đội phi hành gia bài hát chính là lời khích lệ dân làng rằng hãy hợp sức để tái thiết lại thế giới này cộng thêm những điều kỳ diệu của khoa học mà sen cư đã mang đến trong những ngày qua khiến ai nấy đều hừng hực khí thế đây chính là thứ âm nhạc của một thời đại văn minh đã qua nhưng nó cũng chỉ là một mẩu nhỏ xíu thuộc văn minh nhân loại cư hứa sẽ mang tất cả trở lại cho mọi người Sau khi đánh bại được vương quốc của Tsukasa Và giải thoát toàn bộ nhân loại khỏi thạch hóa Giờ thì mọi người đã quá là tín nhiệm cư rồi Chắc chắn là họ sẽ sát cánh cùng cậu trong cuộc chiến sắp tới Bên Tsukasa bây giờ cũng chuẩn bị quân lực gần xong và có cho mình nhiều chiến binh mạnh mẽ vậy phải làm gì để chiến thắng đế chế sức mạnh này đây câu trả lời nằm trong thức ăn đóng hộp hôm sau sen cư triệu tập mọi người lại để thông báo cụ thể về kế hoạch biến món ăn ngon nhất ramen thành thực phẩm thời chiến thay vì chan nước dùng và ăn như bình thường thì họ sẽ phải đem đi ủ đông kết thúc quá trình này họ sẽ thu được ramen đông lại thế là đỡ phải đẩy cả xay mì theo tiểu độ nghe ý tưởng này quen không đúng vậy đó chính là khởi nguồn của mì tôm tiếp theo đó họ mang toàn bộ chỗ mì này đi sấy sấy bằng máy sấy ư không khi thực phẩm bị đông lạnh thì nước bên trong sẽ hóa băng. Nếu đặt chúng trong môi trường chân không thì đám băng trong đó sẽ hóa thành dạng hơi mà bay ra ngoài. Phần thực phẩm còn lại sẽ trở nên khô, cứng và nhẹ. Và để chuẩn bị cho quá trình sấy độc lạ đó, Senku cùng Chrome và lão Kaseki đã chế tác ra máy đông lạnh khô, một sản phẩm kết tinh từ những công cụ mà Senku từng thiết kế. Và thế là họ đã có ramen thời chiến aka mì ly thời tiền sử. Chiều hôm đó khi mấy đứa trẻ nghe lại bài hát của Lilian, Gen đã nảy ra một ý tưởng và ngay trong đêm, cậu đến tìm Senku để thảo luận. Theo lời của Gen thì thứ gắn kết đế chế sức mạnh là cái uy của Tsukasa, chỉ cần có ai đó có sức hút bằng hoặc hơn thì đế chế sẽ lung lay rất nhanh, cụ thể là Lillian Weinberg và chính Gen sẽ giả giọng cô ấy. Ừ thì Gen không thể nào giả giọng Diva giống y hệt được, nhưng nhờ cái thiết bị điện thoại thô sơ cùng địa ghiêm mà họ đang có thì bè lũ tìm địch kiểu gì cũng bị lừa. Khi đó Gen sẽ mõm luôn là Mỹ đã phục hưng xong và đang sang hỗ trợ Nhật để khiến lòng quân lung lạc, nổi ý chống đối Tsukasa không cần đánh cũng thắng thấy kế sách này cũng đạt 10 tỷ điểm sen cư đồng ý luôn chrome vô ý nghe thấy cuộc điện thoại cũng xung phong tham gia ngày hôm sau cả đám bắt tay ngay vào việc luôn để có thể mở đường cho chrome gen và magma mang hàng nóng đến cho tai dư tuy nhiên phải làm sao để vượt qua homura đã sau khi nghiêm túc bản luận về đối sách sen cư đã quyết định thực hiện kế dương đông kích tây vũ khí lần này được sử dụng là một quả bom âm thanh được chế ra sau quá trình cho điện chạy qua nước để tách ion oxy và ion hydro rồi cho khí ga tổng hợp từ đó chứa trong bảng quang hiêu và khi Senku và Ginro cho nổ mấy quả bom này, âm thanh lớn sẽ thu hút sự chú ý của Homura. Ngay khi cô ả quay đầu, nhóm của Chrome có thể nhân lúc này mà thẳng tiến. Từ bây giờ cuộc chiến thạch giới chính thức bắt đầu, đúng như kế hoạch. Sau tiếng nổ, Homura vội vàng chạy đi kiểm tra. Vì thế mà cô ả bị Suika phát hiện và báo cho cô Haku biết. Ngay lập tức cô Haku lao đến bắt sống cô ta. Tuy nhiên Homura không dễ gì mà bị đánh bại nên mãi cô cư vẫn chưa hạ được. Ít nhất là cho đến khi Khứa Senku xuất hiện với con hàng nóng đèn nhấp nháy khiến Homura chói mắt và rụng xuống giữa vòng vây của mọi người. À nhân tiện nếu bạn tò mò về cách làm bóng đèn nhấp nháy thì công thức có ngay này. Đầu tiên là đun sôi nước biển để thu được nước muối, sau đó tiến hành điện phân nước muối và kết quả thu được sẽ là nam châm. Cuối cùng cho nó vào bóng đèn là xong. Trở lại với tình hình bắt giữ Homura, cô ta vẫn chưa bị bắt vì vốn là một vận động viên thể dục dụng cụ nên cô bắt cua khắp nơi, dẻo dai né tránh tất cả mọi người và cô nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của ba khứa Gen, Magma và Chrome. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Homura nhận ra âm mưu của Vương quốc khoa học vội vàng trở về thông báo khi di chuyển không quên giấu mùi khiến chó của Suika chẳng thể nào dò ra được nếu cứ để Homura di chuyển như vậy có thể vụ điện thoại sẽ bại lộ nhưng không sao vì trong khi ghi Homura xuống đất Senku đã bôi bột đá chalit lên người cô ta giờ cứ dùng đèn tiêu uv mà lần theo dấu vết thôi trong lúc truy vết cô Ha Cư hỏi ý Senku về việc trừ khử luôn Homura vì vốn cô ta quá khó bắt mà cô Ha Cư lại còn phải nương tay nhưng Senku đã hứa với Ruri rằng sẽ để cuộc chiến kết thúc mà không phải đổ máu và cậu cũng không muốn cô Ha Cư phải giết người mà cậu sẽ tận dụng thứ vũ khí của riêng mình vũ khí trao đổi thông tin ở một nơi xa hơn nhóm của chrome đang set up điện thoại thì nhận được một cuộc gọi bất ngờ với một hồi chuông duy nhất ghen liền đoán được ngay mọi người nhá máy để báo rằng homura đã phát giác kế hoạch thông qua mã mos bằng tiếng chuông ghen và sen trao đổi thư tín cho nhau bằng cách đó họ không bị lộ ra là đang mang theo điện thoại vừa thông tin được cho nhau để tạo thế gọng kìm bắt homura khi homura bắt kịp nhóm ghen cô ta thấy chrome đang loay hoay trên ngọn cây với cái anten và liền nghi ngờ thứ ma mang chính là điện thoại cô ả vội vàng leo lên ngọn cây để trách lại thì mới vỡ ra đó chỉ là anten giả ngay khi thấy homura sập bẫy kinro và magma đốn luôn cái cây xuống khiến cô mất thăng bằng mà rơi theo cái cây đổ cứ tưởng ngỏm luôn rồi thì cô haku xuất hiện kịp thời tóm gọn cô ả à. vậy là homura đã bị loại hai nhóm lại chia ra nhóm của senku áp giải homura nhóm của gen tiếp tục lên đường hành quân sau vài ngày cuối cùng nhóm của gen cũng đến gần được đế chế sức mạnh ở đây có vô số bức tượng người được đánh số thứ tự chờ hồi sinh dựa theo những con số ở đây thì ước tính quân của đế chế sức mạnh có 32 người Magma đến đây đề xuất sẽ đập nát bét mớ tượng kia đi, khiến Gen hú hồn vội ngăn lại vì sợ giết người bừa bãi lung tung. Cả đám cứ thế đi đến nơi để set up cái điện thoại. Đó chính là ngôi mộ giả của Sen cư. Chả là năm xưa khi chia tay, Taiju và Yuzuriha đã làm một cái bia mộ tưởng niệm, vừa che mắt Tsukasa, vừa là chỗ hẹn trước để liên lạc sau này. Chỉ ngặt một cái là phía Tsukasa có một nhân tố sở hữu đôi tai siêu thính. May là nhóm Chrome kịp thời lắp điện thoại. Còn không may là tên tai thính đã phát hiện ra ba đứa và truy đuổi. Tay này tên là Yukio, từng là chuyên viên Sona cho tàu ngầm nên có thể luyện được một đôi tài siêu thính hắn lùa cả ba vào một bãi bụi rậm ở đây nhúc nhích phát ra tiếng cái là ăn tên ngay với đầu óc cơ bản của mình magma nảy ra ý tưởng cho chrome là tiên phong kiêm lá chắn chặn tên để anh ta có thể xác định vị trí của địch rồi tung một cú nốc ao luôn thế là hai khứa cãi nhau ỏm của tỏ hết cả lên nhưng nhờ thế mà chrome nảy ra một sáng kiến táo bạn tận dụng viên pin định mang cho tay dư nhưng không được chrome biến nó thành một vật dẫn nhiệt mồi lửa và đốt cây lá cành tạo màn khói che khuất tầm nhìn của yukio rồi cậu và magma chạy ra hét bừa lên để gây nhiễu loạn âm thanh tạo điều kiện cho gen trốn thoát thành công nhưng Magma và Chrome thì lại bị Yukio ép góc. Cơ mà thấy có vẻ tên này muốn bắt sống chứ không muốn giết, nên Chrome lại dương cớ trắng đầu hàng để Magma trốn thoát. Hôm sau, Taiju và Yuzuriha đến ngôi mộ giả và thấy chiếc điện thoại được giấu kỹ dưới đất sau 2 năm. Những người bạn thân mới nối lại liên lạc nhưng mà khóc lóc ít thôi, lại có job đây này. Taiju và Yuzuriha giờ phải lôi kéo một người trong vương quốc Tsukasa đến ngay điện thoại để không phải lấn cấn trong lòng. Taiju muốn Senku cư xác nhận rằng hướng sen cư chọn sẽ là cách ít đổ máu nhất có thể. Khi nghe sen cư confirm chắc nịch, dư đặt chọn niềm tin và không thắc mắc gì thêm. Đối tượng mà Taiju và Yuzuriha chọn là Nikki Hanada, người phụ trách việc giám sát hai người bọn họ. Kế hoạch của Senku và Gen là bịp bà chị này rằng nữ diva liền đang ở đây. Senku giả vờ là thông dịch viên, bảo rằng nước Mỹ đã phục hưng và đang sang chợ giúp Nhật. Cơ mà ai rẻ, Nikki lại là fan cuồng của liền nên muốn cô này tin thì phải trả lời đúng mấy câu hỏi này đã. Câu thứ nhất Nikki muốn hỏi là số CD đã bán ra của liền là bao nhiêu. Senku bắt đầu phân tích toàn bộ nào là doanh thu, tour, diễn, live show, các thứ lầm nhầm xong cậu trả lời là khoảng 60 triệu bản và câu trả lời đó đúng câu thứ hai của Nicky là số đo ba vòng của idol là bao nhiêu thôi xong quả này có như endgame game tại đây luôn người khác thì sẽ nghĩ thế nhưng sen cư thì lại tiếp tục tính nhầm cậu nhớ lại bức ảnh mà ông bô từng gửi khi chụp chung với các thành viên trong đoàn lên tàu vũ trụ hồi đó tính toán tỷ lệ các thứ xong cư đưa ra câu trả lời là 88, 65, 85 Nhưng mà câu trả lời này chật tất Và idol thế giới sẽ chả bao giờ trả lời câu hỏi này Thế là Nikki phát hiện ra cả lũ là giả mạo Sợ cô bỏ đi đánh động Tsukasa Senku vội mở luôn bản nhạc của nữ diva. Đây là hy vọng cuối cùng để họ có thể lừa được Nikki. Dĩ nhiên là giọng hát quá idol thì Nikki trả lẫn vào đâu được. Cô bắt đầu "Is Yesterday Once More" các thứ. Nikki nói luôn với Senku rằng cô biết idol của mình đã không còn trên cõi đời này nữa. Cô hỏi Senku rằng liệu cậu có thể phục dựng lại tất cả những tác phẩm khác hay không. Senku không thể, nhưng điều cậu có thể làm là bảo vệ thật tốt bản nhạc cuối cùng này. Nhưng như vậy cũng là đủ để Nikki đổi phe, với tư cách là người đầu tiên đớp mồi kiêm liền con. Nikki thấy rằng thủ đoạn giả giọng này chỉ chính xác ở mức 55%, vậy nên bà chị sẽ huấn luyện cho Gen đến khi nào bịp được chuẩn bài thì thôi. Nikki cũng cảnh báo rằng dưới chứng Tsukasa còn rất nhiều quái nhân, đặc biệt là với Yukio, người có thính lực siêu phàm, thì chả thể nào bị đánh lừa bởi cái bản ghi âm và giọng nhái nửa vời được. Magma thì giờ về tới và báo tin rằng Chrome đã bị bắt giữ, thế là cả lũ bèn lên kế hoạch. Vì Homura đã bị bắt nên địch sẽ hoàn toàn mù mờ thông tin. Toàn quân mà có dựng trại ngay sát vách đế chế sức mạnh thì cũng không sao. Khi ấy việc cứu Chrome cũng trở nên dễ dàng hơn. Vấn đề phát sinh bây giờ là có quá nhiều đồ đạc cầm theo trong khi sức người thì có hạn. Và thế là Senku nhờ lão Kaseki làm cho cái bánh xe. Senku muốn chế xe bò hay xe kéo ư? Không thật ra là cậu muốn chế ô tô sau khi nghiên cứu thiết kế các kiểu sen cư quyết định sử dụng động cơ dao động cho ô tô này của mình đầu tiên cậu cho mật ong và nước nóng đun sôi đến khi đông cứng lại sẽ có được sáp ong gia công nó bằng máy tiện để có hình dạng mong muốn nhưng sáp ong thì liên quan gì nó sẽ là khuôn để đổ đồng thau nóng vào tạo ra các linh kiện phục vụ cho động cơ ô tô với một cái lò sưởi họ dễ dàng tạo ra hơi nước thêm vài bộ phận lão kaseki vừa chế phía dưới thì gắn thêm cái đĩa quay thế là khi lò hoạt động hơi nước sẽ khiến đĩa quay quay liên tục đó chính là động cơ hơi nước trong khi mọi người chế cháo vui vẻ Thì Chrome trong trại giam gào mồm lên Bảo bố mày là tể tướng khoa học Cánh tay phải của vương quốc sen cư Bố mày có thể đổi màu lửa các kiểu Tsukasa cho người treo Chrome gần thác nước để tra hỏi cho nó mát rồi offer Chrome phản bội sen cư Đổi lại thì sẽ tha mạng cho dân làng Chrome từ chối thẳng thừng Thế là cậu bắt đầu di chuyển với gia tốc 9,8m trên dây bình Nhưng giữa chừng thì Tsukasa đổi ý Yukio liền bắn tên găm Chrome vào cái cây gần đó Giờ không thể khai thác được gì từ Chrome Nên Tsukasa quay sang hỏi dò Yukio Chrome cứ nghĩ phe này cả lũ chết chùm Nhưng mà Yukio lại khai man Bảo rằng bắt được Chrome một mình gần hang nước hồi sinh Dường như khứa này cũng đang có âm mưu gì đó cho riêng mình Chrome sau đó được đưa đến căn biệt thự bên hồ có bảo vệ canh gác Trở lại với các dân chơi khoa học Các trang thiết bị của con xe đã xong Họ đã có động cơ hơi nước phiên bản nguyên thủy Tuy nhiên bánh xe bằng gỗ mà chạy đường gồ ghề thì dễ bị sóc Sẽ làm hư hại đồ đạc Sen cư bèn tính đến chuyện làm lốp bánh xe bằng mây che đan Vậy là họ đã hoàn thiện con ô tô đầu tiên, đặt tên là khỉ đột. Sen cư yêu cầu tất cả chất đồ lên xe để sẵn sàng di chuyển thì một ông cụ đại diện cho hội phụ lão đến bắt chuyện bảo rằng họ hiểu rằng khí đột thực chất là để giúp họ di chuyển chứ bọn trẻ thì cần gì nhưng họ không muốn lên tiền tuyến làm gánh nặng tiềm năng nên họ muốn ở lại hậu phương giữ nhà sen cư cùng tụi thanh niên sau đó lên đường họ đóng quân cách thủ phủ đế chế Tsukasa không quá xa đủ để cô cư dùng kính thiên văn xác định vị trí của Chrome nhưng soi mãi chả thấy gì chỉ thấy sư trong dạng dưa hấu lăn tưng tưng về phía đồn địch sư ca quyết tìm ra nơi giam Chrome tuy nhiên tìm mãi miết vẫn chẳng thấy đâu cho đến khi Chrome ré lên chó hết cả tai xác định được tọa độ vị trí của ông anh suika liền tốc chạy về làng báo cáo sen cư liền lên kế hoạch tấn công trực tiếp giải cứu bạn mình để đảm bảo một đi là thắng đã đánh là tan hoàng sen cư liền đề xuất cải tạo khỉ đột thành ngộ không biến nó thành xe tăng cơ mà bọc sắt thép thì vừa lâu vừa nặng nề vừa khó di chuyển nên họ dùng giấy đúng rồi bạn không nghe nhầm đâu dùng giấy đấy đầu tiên họ sẽ đi thu gom cỏ rồi đem phần lớn đi đun với naoh để phân rã ra sau khi cỏ trong nồi quánh lại thì đem đi rửa nén phơi khô Thế là họ có giấy Ghép nhiều tấm giấy lại rồi dán chúng lên một khuôn Giống cửa trượt Shoji Sau đó làm nóng nó bằng sắt Thế là đã có một cái khiên giấy Nhưng mà nhìn nó vẫn cứ mỏng manh vai Mấy chiến binh như Kinro nhìn đã thấy nghi ngờ Khiến như này thì có mà đâm nhẹ cái đã thủng Thế là sen kêu cậu là thử luôn ấy Đâm mạnh vào mà. Màn so kẻo giữa khiên giấy và giáo đá bắt đầu Trước sự bất ngờ của mọi người Cây giáo của Kinro vỡ vụn khi đâm vào khiên Cơ mà sen cư cũng bị đâm tê điếng người nên một lúc sau mới giải thích được rằng thứ hồ dán giữa tờ giấy chính là nhựa được làm nóng chảy. Sự mềm mại của giấy và sự cứng cáp của nhựa khi kết hợp sẽ tạo ra nhựa sợi carbon, thứ nguyên liệu siêu nhẹ, siêu vững chãi hạng SS chuyên dùng để chế tạo xe đua công thức một cũng như là tên lửa khi đắp nó lên khỉ đột hơi nước thêm vào đó là động cơ đôi tác động kép và bánh lái trước to thì khỉ đột sẽ tiến hóa thành siêu tăng khỉ đột cơ mà con xe này là hàng dùng một lần thôi vì tông vào một lần là kiểu gì kẻ đấy cũng nghĩ ra cách để đối phó trong khi ấy ở đại bản doanh của đế chế sức mạnh jukasa chưa biết sen cư sẽ chế được gì nhưng cứ set up hố trông trước nhà tù cho chắc đồng thời xếp cho Yo một cựu cảnh sát làm giám ngục để chrome càng không có cơ hội trốn thoát nhưng chrome dĩ nhiên không chịu ngồi yên chấp nhận số phận cậu xin đi vệ sinh để tranh thủ vơ vét linh tinh tìm gì đó hữu ích dù chrome đã hốt rất nhiệt tình nhưng lại chỉ vớ được toàn cỏ dại với mấy cành cây khô nguyên liệu si đa còn trả đủ để đánh lửa cứ tưởng là nâu no hốp rồi thì tối hôm đó có một người lạ mặt quẳng cho chrome viên pin khoa học như vớ được vàng chrome bắt đầu động não chợt cậu nhớ về cái lần sen cư dùng điện phân nước để tạo ra natri hydroxit một loại chất lỏng có công dụng phân rã xác chết thế là chrome bèn thử làm theo hy vọng nó sẽ ăn mòn được xong cửa cơ mà thiếu nước muối nên là chrome sẽ squat để lấy mồ hôi ra thay sau một đêm tập to cả mông chrome đã kiếm được một cốc mồ hôi đầy nhân lúc đám lính còn đang say giấc cậu cho điện phân mồ hôi tạo ra một dung dịch giúp phân rã dây buộc cửa tù phá được cổng sau của nhà ngục sau đó cậu lao tới tấn công bất ngờ mấy tên lính rồi hét toáng lên là trong đây có gấu để lôi kéo đám lính canh ở cổng chính còn cậu phóng qua hố trông ở cửa sau mà bỏ trốn tên vô vội đuổi theo chrome dí cậu ra tận tới bờ thác nước được ăn cả ngã về tù chrome quay lại chống trả nhưng bị vô đập một phát thẳng giao diện bất ngờ sau đó đó chrome ho sặc sụa ho dai dẳng ho phút cả da máu ha ha ta bị lao phổi đấy để ta ho mấy con lao qua người mày nhé nó rồi chrome ho khục khặc khiến vô sợ vãi cục rồi chrome bất ngờ đốn hạ vô lẫn thằng em vô rồi bỏ đi sau đó cậu được cô ha cư đón và đưa về đại bản doanh mọi người ai nấy đều phấn khởi khen cu cậu này khá phết Cu này cũng hào hứng kể chuyện vượt ngục ngầu phết đang oai oai hùng hùng thì ông thần sen cư phá ngang giải thích thứ mà chrome điện phân tạo ra thực ra là dung dịch tẩy rửa nên nó vẫn là một loại kiềm mạnh và ăn mòn được những thứ dây thô sơ còn cái đống máu mà chrome thổ ra thực chất chỉ là tía tô trộn với chua me đất vì không cần phải cứu chrome nữa kế hoạch tiến công của vương quốc khoa học sẽ có sự thay đổi mục tiêu bây giờ sẽ là hang hồi sinh nơi chứa axit nitric nếu làm chủ được nơi đây thì vừa có thể ngăn Tsukasa gia tăng quân lực vừa có nguồn cung nguyên liệu chế thuốc súng. Vấn đề nan giải bây giờ là lực lượng của hai bên quá tranh lệch và chỉ có thể giải quyết được vấn đề này nếu nhóm của Tai Dư thành công. Và họ thành công thật, kế hoạch giả giọng của Nikki đã lôi kéo được không ít người bên phe Tsukasa. Nhưng đang vui thì Yukio bất ngờ xuất hiện và đòi nghe điện thoại, đấm nhau trực diện với cánh tay trái của Tsukasa để có mà điên. Nên họ chỉ có thể hy vọng là đã lừa được cậu. Và thành bại của cả đám thì phụ thuộc hết vào khoảnh khắc này. Cơ mà ngay từ câu đầu tiên là Yukio đã biết tổng cậu lật tẩy trò lừa đảo của cả bọn trong phút chốc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Yukio -Oh đã dùng tiếng Anh để nói chuyện, chắc chắn là vì cậu không muốn mọi người xung quanh biết được những gì cậu nói. Lúc này, Gen nhớ lại lúc trước khi bị Yukio -Oh phát hiện, cậu ta không hề quay về báo cáo với Tsukasa mà chỉ bám dịt lấy cả bọn. Thế là Senku liền suy nghĩ ra ngay ai đã là người ném viên pin cho Chrome, người đó không ai khác ngoài Yukio. -Oh. Nhưng cậu ta chưa hẳn đã đứng về phe vương quốc khoa học Sở dĩ Yukio muốn nói chuyện với Senku là để xem cậu là người thế nào Trước đó Yukio đã phát hiện ra nhiệm vụ tối mật mà Senku giao cho Yuzuriha Là ghép lại tất cả những bức tượng đá mà Tsukasa đã phá vỡ trước đây Yukio đã rất ấn tượng với nỗ lực giải cứu nhân loại của họ và cậu hứa sẽ theo phe Senku với một điều kiện là đừng để cho ai phải chết vì cậu không muốn có thêm bất cứ người nào bỏ mạng nữa. Senku đồng ý luôn. Sau khi đã nói chuyện với Senku, Yukio càng chắc chắn rằng những người đi cùng Hyoga lần trước thiệt mạng không phải là do Senku như lời Hyoga đã nói mà chính là do Hyoga hại. Yukio cảnh báo mọi người về Hyoga và nói rằng nếu muốn một cuộc chiến không đổ máu thì không thể chần chừ thêm nữa. Senku giờ cũng đã có được xe tăng mà xe tăng thì phải có pháo cơ chế của pháo cũng khá đơn giản sen cư tận dụng lượng oxy và hydro sinh ra trong quá trình điện phân để làm nở điện nổ khi nó đạt giới hạn thì sẽ tạo ra một lực đủ để bắn viên đạn ra ngoài cơ mà cũng chỉ bắn được một phát thôi rồi tịt chủ yếu là để làm mất tinh thần đối thủ sau khi pháo nổ toàn bộ lực lượng của vương quốc khoa học sẽ dồn lên tấn công trong khi đó ở phía bên kia Yo bỏ trốn vì sợ Tsukasa của trách, khiến Tsukasa lại tưởng tay này hy sinh trong nhiệm vụ cậu đến chỗ mộ sen cư để chôn đi di vật của yo thì lại phát hiện ra cái điện thoại được giấu kín cơ mà giờ phát hiện thì muộn rồi vì sen cư đã có tất cả những gì cậu cần taiju và yuzuriha cũng đã trở về với vương quốc khoa học chiến dịch cướp hang hồi sinh chính thức bắt đầu họ sẽ phải giành chiến thắng chỉ trong 20 giây kể từ khi lúc pháo nổ bởi đây là thời gian tối đa để một người bị sang chấn khi tập kích bất ngờ bên cạnh đó họ sẽ phải đảm bảo rằng không được phép làm hại bất cứ ai nếu muốn Yukio trung thành với họ ngay lập tức quân đội khoa học lập tức tấn công vào vị trí của hang chứa nước hồi sinh binh chủng pháo binh sẽ gồm gen cầm lái chrome hỗ trợ và Senku cư bắn pháo còn lại sẽ là bộ binh đánh giáp lá cả Senku cư cho xe tăng đâm thẳng mở đường đồng thời bắn quả pháo được tạo ra bởi axit sulfuric cồn than kèm những chất khác tạo nên một vụ nổ như một quả bom thật cuộc tấn công bất ngờ cùng vụ nổ váng trời khiến đám lính của tsukasa hoang mang tột độ tai cầm chiếc khiên lao lên như captain america ra vàng Kohaku, Ginro, Kinro và Magma thì chỉ phá hỏng vũ khí của kẻ thù là ngưng Nhóm còn lại sẽ làm công tác bắt giữ Trong khi ấy chiếc xe tăng vẫn đang lao tới hang hồi sinh Mỗi tội gần đến nơi thì bánh xe vỡ vụn rồi lọt hố nằm một đống Nó đã hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn mong đợi rồi Bây giờ là lúc để xài con hàng khủng hơn Chrome gắn một quả bom âm thanh ngay trước chiếc chảo đồng Magma giữ rồi kích nổ Tạo thành một quả pháo âm thanh hạ gục hàng loạt kẻ địch quan sát thấy quân của senku đang chiếm lợi thế cô nàng phát thanh viên minami vội báo tin cho sukasa nhưng bị yukio Nikki và nhóm làm phản chặn đường trở lại về chiến trường sau khi hoàn hồn đám quân Tsukasa còn lại bắt đầu tổ chức phản công đôi lúc ấy thì tay dư xuất hiện hít một hơi thật sâu hét thẳng vào cái chảo đồng đã được dơ lên bởi chrome và sen cư thế là pháo âm thanh chạy cơm quật cho một đám nằm im thin thít sau đúng 20 giây như kế hoạch chiến thắng hoàn toàn thuộc về vương quốc khoa học họ đã thành công chiếm được hang hồi sinh vậy là đã có axit nitric để chế tạo thuốc súng nhưng chưa kịp tiến hành thì Hyoga và Tsukasa đã đến. Yukio đã sớm nghe được âm thanh di chuyển của họ, nhưng chưa kịp báo tin thì đã bị một cây giáo phóng đến đả thương. Đã thế còn va chạm với Senku làm toang luôn bình chứa nguyên liệu. Đối với mặt với hai con quái vật trong lốt người này thì số lượng áp đảo cũng không có ý nghĩa lắm. Đến khi đám lính của Tsukasa đến thì cả lũ chính thức tiêu tùng luôn kế hoạch giả giọng ly liền cũng đã bị phát giác nhóm sen cư giờ đã quá bất lợi hyoga bảo rằng cậu có thể tự sát để đổi lấy mạng sống của đám còn lại nhưng sen cư chả đời nào đồng ý xung quanh cậu là những người bạn và những người đồng minh đáng tin cậy cậu tin rằng cục diện trận chiến vẫn có thể xoay chuyển được đội chiến đấu sẽ ra sức cầm chân hyoga và tsukasa còn nhóm khoa học thì lao vào hàng chế thuốc súng đây là thời điểm quyết định mạng sống của cả lũ Đúng như dự đoán, hai tên quái nhân kia áp đảo cả đám chiến binh làng Ishigami. Pháo âm thanh của Taiju cũng bị Tsukasa phá được ở trong hang. Senku cũng đang rất vội. Trong khi Chrome đang tìm cách gom thêm nguyên liệu, thì cậu cùng Gen tiến hành trộn axit nitric và axit uric để cho ra ure Dùng thứ ấy không phải là thứ phù hợp để làm vũ khí nhưng mà thôi méo mó có hơn không. Nhưng để có được axit uric chất lượng tốt để tạo ra tinh thể, thì có lẽ là họ cần nhân phẩm. Nhưng mà khổ cái là số Senku vốn đã đen sẵn. Trở lại với tình hình chiến sự bên ngoài, nhóm Ishigami vẫn đang chật vật cầm chân Tsukasa và Hyoga. Họ vẫn đặt hết niềm tin vào khoa học của Senku và rồi Senku đã không phụ lòng họ. Một chiếc máy bay giấy bay ra từ trong hang, khoảnh khắc nó đâm vào vật cản. Một vụ nổ kinh hoàng được tạo ra, làm cho tất cả sợ đơ cả người. Rốt cuộc thì Senku đang làm cái điếu gì vậy? Sau khi thất bại trong việc chế tạo ra Nitrat Senku bắt đầu chuyển hướng sang làm một thứ khác và thứ ấy cần axit sulfuric để làm. Và tình cờ Chrome lại vừa sách tới một ít axit sulfuric mà cậu vét từ bên trong chai thủy tinh của quả pháo bằng cách nitrat hóa glycerol có trong bánh xà phòng với axit nitric, Senker đã có được nitroglycerin, thứ chất nổ chứ danh đã mang lại tên tuổi và sự giàu có cho Nobel, mạnh gấp nhiều lần thuốc nổ truyền thống. Khi Yukio -Oh! trở lại, đầu mũi tên của cậu đã nhúng nitroglycerin nhắm thẳng vào bất cứ kẻ nào dám nhúc nhích. Cục diện chiến tranh đã bị đảo ngược, đám lính của Tsukasa hạ vũ khí đầu hàng. Nhưng nếu dùng thứ chất nổ này ở cự ly gần thì đúng là đồng quy vô tận, nên Senku lại đề xuất thỏa thuận với Tsukasa Senku hiểu rằng Tsukasa căm thủ tư bản nhưng lại từng một thời đi đấu võ khắp nơi kiếm tiền cho chúng chắc hẳn phải có lý do và lý do chính là em gái của Tsukasa cô bé sống thực vật đã lâu và cần rất nhiều tiền để duy trì đến nỗi gia đình lẫn bác sĩ đều khuyên nên bỏ cuộc chỉ còn mỗi Tsukasa miệt mài kiếm tiền vậy nên thỏa thuận mà Senku muốn đưa ra là cậu sẽ sử dụng thứ nước hồi sinh để chữa trị cho em gái Tsukasa cơ hội cũng chỉ là 50-50 đổi lại là một hiệp định đình chiến giữa hai bên Tsukasa bèn đồng ý. Chiến tranh tạm thời kết thúc và không có một thương vong nào. Sau khi báo chế xong nước hồi sinh, mọi người cùng nhau đi đến nơi em gái Tsukasa đang nằm. Trên đường đi, Tsukasa đặt câu hỏi rằng khi Senku hoàn tất việc thức tỉnh tất cả mọi người, thì liệu tài nguyên ở thạch giới này có đủ hay không? Bị đè nặng bởi điều đó, nên Tsukasa muốn tạo nên một thế giới đáp ứng được nhu cầu của mọi người. Cậu quyết định trở thành ác quỷ gánh mọi tội lỗi. Sau khi xác định được vị trí bệnh viện nơi cô bé từng chữa trị, Senku cho nổ bom để đào cho nhanh. Tượng nào cứng thì còn mà cái nào vỡ thì đành nhờ Yuzuriha thôi Sau khi đào bới cả ngày Cuối cùng cũng tìm ra được em gái của Tsukasa Mirai Mọi người đều cầu mong cho cô bé được chữa lành bệnh trong quá trình giã đá Giống cách mà Senku được chữa cái cổ gãy và rồi khi lớp đá vỡ ra Mirai đã được hồi sinh Cô bé có thể đi đứng và nói năng bình thường Hạ anh em Tsukasa cảm xúc vỡ hòa Chính cô Hoa Cư là người hiểu rõ nhất hoàn cảnh của Tsukasa Vì chính cô cũng đã từng gánh nước mấy chục cây số mỗi ngày mong cứu được chị gái công việc đã xong mọi người lục đục ra về nhưng khi kiểm kê lại số thuốc nổ chrome phát hiện ra số lượng không khớp nếu có người đến trộm thì chắc chắn yukio sẽ phát hiện ra mà đủ khả năng vượt qua thính giác của cậu thì chỉ có một người trong khi đó suika phát hiện homura đã vượt ngục đêm trước đó yo mò theo tung tích của chrome đã đến được nơi cắm trại giải cứu cho homura nhờ thế mà cô ta đã xâm nhập đánh cắp thuốc nổ đánh sập hàng hồi sinh trong sự ngỡ ngàng của senku và đồng đội cơ mà homura trung thành với ai bạn nhớ không đó chính là hyoga Senku vội vàng đến ngay vị trí của hai anh em nhà Tsukasa để cảnh báo. Đúng lúc Hyoga lật bài, tấn công Mirai, khiến Tsukasa không kịp nghĩ ngợi, lấy thân che chắn cho em gái. Rồi bị Hyoga hất rơi xuống thác, Senku cố gắng tóm lấy Tsukasa nhưng thấy có người đến. Hyoga đánh cho Senku rơi nốt, rồi hắn cũng nhảy xuống theo. Cô Haku toàn lao xuống cứu, nhưng bố cô đã ngăn lại vì nước chảy quá xiết. Ba người kia trôi giặt đến một bãi đất ở hạ nguồn đúng như tính toán của Hyoga. Hắn cho rằng Tsukasa khó lòng qua khỏi khi bị dính đòn và bắt đầu nói chuyện với Senku. Hyoga vốn có chung quan điểm với Tsukasa về việc tạo ra một thế giới mới Nhưng khác ở chỗ hắn chỉ muốn tái sinh những nhân tố ưu việt Còn những kẻ thấp kém thì không đáng sống Hyoga muốn sen cư phục vụ cho hắn trong thế giới đó nếu đồng ý thì họ sẽ là cặp bài trùng mạnh nhất Còn không thì cậu sẽ phải bị trừ khử Senku dĩ nhiên là chê Cậu lấy đá ném về hướng Hyoga Ẩn trong đám đó có những con chim bị hóa thạch vừa được cậu giải thoát Trong một giây Hyoga sao nhãng Tsukasa bật dậy tấn công tên phản bội cậu cố đánh với Hyoga để câu giờ còn Senku rắc thuốc súng xung quanh và khi Hyoga rơi vào cái bẫy ấy thì châm lửa thiêu hắn nhưng Hyoga đâu có dễ sơ như vậy hắn lấy áo choàng xoay vòng để dập lửa rồi lao tới đâm Senku một giáo bất chấp lời cảnh báo của cậu rằng sẽ hạ hắn bằng một ngón tay và cậu đã thành công chứng minh lời mình nói nhờ có tấm pin mangan mà cậu lấy từ trong điện thoại mà Senku đã giữ lại được một mạng nhưng nó không chỉ cản ngọn giáo của Hyoga mà bằng cách quấn dây mảnh từ của điện thoại để tạo thành cuộn rồi nối vào pin nó còn tạo ra một máy biến áp việt sắp thì là súng điện trong lúc Tsukasa giữ chặt lấy cây giáo của Hyoga Senku kích choán một mồi điện khiến hắn đổ gục đây là lần đầu tiên sức mạnh và khoa học cùng phối hợp để chiến thắng Homura định lao ra cứu chúa thì bị tổ chiến đấu khống chế thế là Hyoga cùng Homura bị tóm gọn và bắt giam ít nhất là cho đến khi thế giới được khôi phục để ném họ ra tòa cô Haku cho rằng mọi thứ đã kết thúc nhưng Senku thì nghĩ khác cậu cho rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu bởi vương quốc khoa học bây giờ mới thực sự phát triển những người dân làng Ishigami cũng nhiệt tình giúp đỡ những người mới gia nhập. Yô sau khi thức thời thì xin một slot ở vương quốc mà Senku đang xây dựng. Do nhân công lúc nào cũng thiếu nên Yô được nhận, còn làm được đến đâu thì tính sau. Khoa học thực sự tuyệt vời khi nó có thể đưa một mangaka hóa đá trở lại. Từ đó dần dần các loại hình giải trí lần lượt được tái xuất. Nhưng sự tuyệt đối đó không có nghĩa là vô đối. Vẫn có những thứ khoa học không thể chạm tới được. Một trong số đó là sinh mệnh của con người tình hình của Tsukasa càng lúc càng tệ đi nhân lúc còn thở cậu đã liệt kê lại toàn bộ những nơi mà mình từng phá tượng Tsukasa không thể quên bất cứ người nào mà cậu từng xuống tay và cậu cố hết sức để bù đắp lại những sai lầm trước đây của mình tay dư hứa sẽ dốc hết sức mình tìm hết được những mảnh vụ và nhờ nhóm của Yuzuriha lắp lại với điều kiện y tế hiện tại senku chỉ có thể tạo ra băng keo y tế để khép miệng vết thương của Tsukasa lại và cách chắc chắn nhất để cứu sống Tsukasa là hóa đá cậu rồi lại hồi sinh cậu nhưng họ vẫn chưa tìm ra được bí mật để hóa đá con người Vậy nên trong thời gian chờ đợi, Tsukasa phải được đưa vào trạng thái ngủ đông, áp dụng việc dùng hai máy bơm đẩy không khí qua dây để lưu chuyển nhiệt tạo ra cơ chế đóng đông. Từ đó họ có thể chế được tủ lạnh để tiết kiệm thời gian. Những trang thiết bị bên trong khỉ đột hơi nước hay điện thoại đều sẽ được tận dụng. Tsukasa nhìn nhóm sen cư làm việc cùng nhau, nhớ lại những lời mà sen cư từng nói, nếu trái đất không thể hỗ trợ cho 7 tỷ người thì hãy để 7 tỷ người đó cùng nhau nghĩ cách. Tsukasa từ đó cũng đặt niềm tin hoàn toàn cho sen cư. Quá trình làm tủ lạnh hoàn tất. Mọi người hiểu ý mà ra ngoài Để lại không gian riêng cho Senku và Tsukasa trò chuyện Trước khi Tsukasa biến thành một que Merino lông lá Đây là lần đầu tiên Senku nói nhiều chuyện đến vậy Cậu tâm sự về mọi thứ, mọi việc, mọi người Senku cứ thế nói và nói, nói mãi không ngừng Cậu vẫn nói khi người bạn sau lưng đã im lặng từ lâu Cô bé Mirai đã hạ quyết tâm chăm sóc lại cho anh trai mình Và từ giờ, một chương mới của Vương quốc khoa học sẽ bắt đầu cư cùng anh em sẽ đi tìm nguyên nhân khiến cho cả nhân loại hóa đá Dựa vào những lời của cha cậu và cộng sự để lại Khởi nguồn của tiêu hóa đá là ở phía bên kia bán cầu Vậy nên cậu sẽ cùng các homie ra khơi Với mục tiêu là đến được với châu Mỹ Và để sang được phía bên kia bán cầu Họ cần đóng một con thuyền đủ khỏe để cùng họ băng qua bao địa dương Đó chính là toàn bộ nội dung của vở kịch mà đám ghen vừa mới biểu diễn Để vận động nhân công, chuẩn bị tinh thần đi đóng thuyền Kết thúc chương trình hài kịch, giờ là lúc giới thiệu những mẫu thiết kế với sự tham gia của ba thí sinh, gồm Sen Cư và hai chúa hề Magma và Yo. Với tư tưởng coi thường người khác, cụ thể là người hậu sử, Yo định đề xuất một phương tiện di chuyển đường thủy áp dụng công nghệ mái chèo tự động, chạy cơm, nói nôm na là bè. Magma với kinh nghiệm sinh sống ở làng trài, tự tin giới thiệu con hàng của mình, có thể giúp cả bọn tìm ra cả One Piece luôn ấy chứ. Nhưng tất nhiên cả hai đều phải quỳ xuống khi chứng kiến con tàu mà Sen Cư thiết kế. Một con tàu suýt to bằng Titanic với thiết kế siêu hiện đại Dù là ở thời điểm này phải nói là siêu tối cổ thì đúng hơn Nghiễm nhiên Sen cư giành chiến thắng trong cuộc thi Sau khi thống nhất bản thiết kế Anh trưởng làng tốt bụng lại tạo công ăn việc làm cho mọi người Con tàu nhanh chóng được hiện thực hóa Tuy nhiên để vượt biển ngoài kia bao la sóng gió Thì một con thuyền thôi là chưa đủ Mà cần một thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm Hiểu rõ biển cả Để tìm ra người ấy là ai Senku đã tìm đến cô phóng viên Minami, trưởng ban nhân sự đương nhiệm, người nắm được hết thông tin về những người đáng chú ý. Minami đã dẫn Senku và đồng bọn đến một hòn đảo, từng là nơi tọa lạc của học viện hàng hải Nanami, một trường chuyên đào tạo những thuyền trưởng siêu cấp Vibro, và bảo ở đây vơ bừa cũng được một thuyền trưởng ngon lành. Nhưng có một người mà Minami rất ngán phải nghĩ đến, và dĩ nhiên Senku chọn người đấy ngay, đó chính là Nanami Ryusui quý tử của tập đoàn hàng hải Nanami, nhân tài từ trong trứng. Mỗi tội lại có thói ăn chơi hưởng lạc thái quá, nhưng cũng chính vì đi ăn chơi hưởng lạc xa xỉ quá nhiều nên đâm ra lại am hiểu mọi loại phương tiện. Từ khi học cấp 2 đã vượt biển ngao du, Senku nghe thế thì chấm ngay, kệ hết mấy cái tai tiếng rườm rà. Senku chọn ngay Ryu làm thuyền trưởng của mình. Ngay khi thức tỉnh, chỉ cần đưa mắt ngó xung quanh, cậu ta đã nắm rõ tình hình, chẳng một chút sợ hãi hay hoang mang như người bình thường. Tài sản gia đình mất hết cũng không sao, vì cậu ta quyết giành lại mọi thứ. ý chí như này lại khiến Senku càng khoái. Sau khi lên đồ gọn gàng ngăn nắp, Ryuji được Senku đưa đến nơi đóng thuyền. vừa xem xong bản thiết kế, cậu đã vỗ đùi đen đét khá khen cho kẻ đã lên kế hoạch này. dù cũng biết về tập đoàn Nanami, nhưng Gen vẫn bán tín bán nghi về khả năng của Ryuji. bởi người hiện đại đã quá quen dùng tàu cao cấp rồi. mấy loại tàu kiểu cổ như này chắc nan. tuy nhiên thay vì flexing du học ý, thì Ryuji báo với mọi người rằng phải khẩn trương thu dọn đồ đạc, đón cơn bão mùa xuân sắp đến. Quả đúng như lời Ryusui nói Mưa to gió giật loáng cái tới luôn Liếc qua mấy cây gỗ đóng thuyền Cậu cũng nhận ra ngay loại gỗ này không thể dùng để đi biển dài ngày Bão dập cho tí là tan tành ngay Nhưng điều đó cũng nằm trong tính toán của Senku Cậu đang nghiên cứu một con tàu có gắn động cơ Được kết hợp giữa thuyền buồm và lực chuyển động Kịch bản này đẹp, tiếc là khó xảy ra Vì theo Ryusui, loại than dùng để làm nguyên liệu hiện tại là thứ nguyên liệu quá thô sơ Chất đủ than để vượt biển thì thuyền chìm trước khi rời bến mất Vậy nên họ phải có vua của các loại nguyên liệu, dầu mỏ Tuy nhiên Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước nghèo tài nguyên Bởi đâu ra dầu mỏ Như đã nói ở trên, Senku đã biên hết rồi Trong quá khứ Nhật Bản từng sở hữu một mỏ dầu ở Shizuoka Tuy đã ngừng khai thác nhưng mà dầu vẫn bắn tùm lum Thứ dầu ở đó có chất lượng cao Đảm bảo cung cấp đủ nguyên liệu cho chuyến xuất hành định mệnh sắp tới của cả bọn Vậy nên nhiệm vụ tiếp theo là phải tìm và khai thác nguồn tài nguyên quý giá này Tổ đội đi săn kho báu này gồm có Chrome, vua đào mỏ, nghe sai vãi Kohaku mắt diều hâu và Yukio lục nhĩ mỹ hầu sau khi tổ đội khai thác lên đường Ryusui bắt đầu cho thấy bộ mặt tư bản của mình cậu ta đòi trao đổi tài năng đi biển của bản thân để đổi lấy quyền kiểm soát mỏ dầu sắp khai thác mục tiêu cho hành động lần này không gì khác là để vương quốc khoa học mua dầu từ chỗ cậu ta và vì đã có dầu mỏ hay tiện nói đến thứ liên quan mật thiết với dầu tiền tệ với tên gọi là đồng dragos Ryusui sẽ nắm luôn việc lưu thông tiền tệ Thế là cậu này vừa hồi sinh đã trở thành đại gia và để có tiền mua dầu, nhóm của Senku bắt đầu kinh doanh với các mặt hàng cây nhà lá vườn như ramen, kẹo bông, rồi đến cả chuyện tranh, vân vân mây mây những thứ khác nữa. Trước sự thao túng kinh tế của Ryosui, Minami có phần hơi lo, nhưng Senku vẫn khoái lắm vì tiền tệ cũng là một loại phát minh của khoa học. Tiền tệ thúc đẩy con người hơn bất cứ thứ gì khác. Tuy nhiên vấn đề là khi dầu chưa mò ra thì đống tiền này đúng kiểu là tiền giấy đốt là cháy. Theo lời của nhà Money học Ryosui phân tích thì Thực tế mà nói tiền Dragos không hẳn dựa vào giá trị của dầu Mà hoàn toàn phụ thuộc vào uy tín của Senku Bằng cách này hay cách khác chắc chắn cậu sẽ tìm ra nó Nên Ryusui rất tự tin để sử dụng mấy cái tờ giấy rồng bay này Trong khi đó bên phía đội khai thác Họ đã phát hiện ra một cái thác siêu to khủng bố mà trước đây chưa từng có Cách tốt nhất bây giờ là gọi cho sở chỉ huy và xin ý kiến Theo phân tích của Senku Trải qua 3.700 năm Địa hình nước Nhật đã có nhiều đổi khác Nguyên nhân có thể liên quan đến những vụ bắn tùm lum của núi lửa Phú Sĩ Vậy nên mọi thứ mà con người 3.700 năm trước biết đều trở thành vô nghĩa Vậy nên việc tìm mỏ dầu không thể nào làm đại được Mà phải làm từng chút từng chút một để đối phó với tình hình hiện tại Họ cần phải vẽ lại bản đồ thì mới tìm ra vị trí mỏ dầu Nhưng làm sao để vẽ bản đồ thì khó phết Trong lúc đang brainstorm, Suika nhìn thấy một chú chim bay và gợi ý luôn Thế là Senku biết mình phải làm gì ngay lập tức cậu cho thu hoạch rất nhiều gai dầu không tìm được thì công sức kiếm tiền của cả lũ đi tong hết vì sao vì không kiếm ra dầu thì bao nhiêu tiền cũng mất sạch giá trị thế là mọi người sau khi e cổ lao động kiếm tiền lại phải e cổ lao động giữ giá trị cho tiền nhưng nhờ thế mà sen cư có đủ gai dầu nguyên liệu để tạo ra thứ giúp cậu và đồng bọn chinh phục bầu trời khinh khí cầu theo sơ đồ dự án mà sen cư vạch ra thì sẽ có 3 bước đơn giản cần thực hiện Mỗi tội là để thực hiện hóa bước một thì cần một số lượng vải khổng lồ Và người duy nhất có thể hoàn thành được việc này Chỉ có mỗi Yuzuriha và tổ nhóm nghề thủ công của cô mà thôi Để làm ra vải trước tiên phải nghiền gai dầu ra Để làm tơi sợ Khi đã có rồi thì ấy chúng vào con quay Rồi cuốn nó lại một chút và chỉ cần xoay đều xoay đều Là có ngay sợi gai dầu Sau đó kéo căng một sợi vải trên khung Sao cho giống như đàn hạc Rồi luồn ngang lên xuống liên tục liên tục như vậy nhiều lần Sẽ cho ra những tấm vải Cách làm thì đơn giản nhưng mà siêu tốn thời gian Thế nên là Yuzuriha nhờ nhóm khoa học thiết kế cái máy hỗ trợ Cô cứ tưởng cô sẽ nhận được một cái khung cửi Nhưng cuối cùng thứ cô nhận được là cả cái máy dệt Chạy bằng động cơ điện Giúp quá trình dệt vải nhanh và đẹp hơn gấp nhiều lần Trải qua quãng thời gian thăm ngàn không ngừng nghỉ Tổ đội thủ công đã cho ra những tấm vải gai dầu đầu tiên Dù đã làm đến hồn lìa khỏi xác nhưng chất lượng vải làm ra vẫn quá thưa Không phù hợp để làm khinh khí cầu Cái đầu ma lanh của Gen lại nhảy số Cậu treo thưởng 10.000 Dragos để dụ khị đám người tăng thêm nhân lực làm vải gáy thì khét không ai bằng nhưng tiền trong tài khoản lại chỉ có vài xu vậy nên điều cấp bách bây giờ là phải kiếm được số tiền trao thưởng thông qua việc mở rộng mua bán cụ thể là trung tâm thương mại sen với mặt hàng trọng tâm là các loại trang phục và phụ kiện thời trang đến từ local brand sang chảnh của nhà mốt yuzuriha vừa hợp ví mà lại đa dạng cho mọi lứa tuổi và mọi giới tính thế là mọi người ai nấy đều va và lưu thông đặc biệt là tên nhà giàu nào đấy Nhờ đó mà Senku và Gen càng mở rộng thêm ngân sách để lo các khoản chi cần thiết sau khi có đủ số vải. Senku lên ngay kế hoạch khẩn trương làm khinh khí cầu. Theo tính toán của đầu củ hành thì để tạo ra một khinh khí cầu chở được 3 người, cần phải có một tấm vải cỡ 7 đến 8 mét. Ngay lập tức tổ đội thủ công tiến hành may may vá vá, chẳng mấy chốc trước khinh khí cầu được hoàn thành. Việc tiếp theo là tuyển phi hành đoàn, người chắc slot là Senku rồi. Người tiếp theo không ai khác ngoài Ryusui, Mỗi tội khứa này mà hóng hớt được tin mình được tuyển thì kiểu gì cũng lại làm giá để vò thêm tiền. Vậy nên là cần phải thao túng tâm lý. Gen liền bày ra trò bốc bài trúng thưởng. Ai mà số đỏ vũ trọng phụng thì sẽ có được hai vị trí view hạng thương gia trên chuyến khinh khí cầu. Lạ nỗi ai bốc cũng tạch. Đến phiên Ryu Sui thì Gen chìa một lá bài ra. Khứa thuyền trưởng cứ tưởng Gen chỉ đang dở trò nhằm giảm giá tiền thuê cậu mà thôi. Ai ngờ đến khi bốc thì cậu cũng tạch. Tên lươn chúa kiêm ảo thuật gia này đang siêu thao túng tâm lý hắn tự cơ cấu lấy vé lên khinh khí cầu để tạo cho Ryuji cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng nhận ra chiêu trò này Senku tắt nước theo mưa bảo là ê vé này xịn sò quan trọng lắm ấy nha Gen thì ôi không biết có ai đủ tiền mua vé này không nhở và thế là Ryuji sập bẫy xì tiền ra mua lại tấm vé của Gen thế là tự nhiên vừa tuyển được người vừa được trả tiền người cuối cùng được tham gia thì là ai cũng được miễn không sợ độ cao bỗng nhiên có tiếng hét của tên nào nghe quen lắm đó là Chrome ngay khi nghe về việc bay lên không trung cậu ta đã băng rừng vượt núi để kịp trở về xin slot cậu không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của khoa học cả và dĩ nhiên là cậu được toại nguyện ngay rạng sáng hôm sau sau khi thả bóng bay trách hướng gió thì cả đám nhận được tín hiệu thời tiết over hợp cho một chuyến thám hiểm trên không quá trình chuẩn bị hoàn tất chuyến bay sau hơn 3.700 năm của nhân loại đã được khởi hành trong sự hân hoan của tất cả những người làm ra nó lần đầu được chứng kiến thế giới rộng lớn khiến khứa chrome không cầm được nước mắt đã thế còn được xải cánh cùng đàn chim trên bầu trời nữa khiến cho cậu càng thêm phấn chấn tuy nhiên nếu để đảm báo trời này đâm vào khinh khí là cả bọn từ phấn chấn thành sang chấn luôn chứ chả chơi điểm đến của họ sẽ là làng ishigami ryusui sẽ điều khiển khinh khí cầu dựa vào áp suất thấp theo hướng ngược chiều kim đồng hồ từ đó di chuyển về hướng tây và nếu thí nghiệm này hoàn thành chuyến bay tiếp theo sẽ hướng đến khu mỏ ở phía tây sa thấy khứa tư bản có vẻ vênh váo nói mình là chuyên gia thám hiểm này kia chrome bắt đầu tự ái và cũng bắt đầu thể hiện kinh nghiệm có được khi thám hiểm khắp nơi để rồi cuộc cà khịa giữa hai tên mõm bắt đầu để tránh cho hai chấn bé đù kia tiếp tục hục hạc sen cư liền thả búp bê để trách lại hướng gió ai ngờ kết quả cho ra lại khiến cả bọn hoang mang khi hướng họ đang tiến tới đang ẩn chứa một đám mây vũ tích big sai quả khinh khí cầu càng lúc càng bị hút vào sâu cứ đà đó thì nguy cơ cao là cả bọn sẽ một bước lên thiên đàng cách tốt nhất bây giờ là phải hạ cánh tuy nhiên tình trạng của quả khinh khí hiện đang không cho phép họ làm điều đó tấm vải đã bị chìm va chạm mà rách nếu cứ liều mà kéo hạ thì có khi còn dễ ngỏm hơn Họ đành để gió cuốn đi và bị đám mây nuốt chửng. Càng lúc đám sen cư càng bay cao hơn. Ngay cả chúa tể định hướng như Ryu Sui cũng bó tay không tìm được đường ra trong bối cảnh không còn gì để mất. Với kinh nghiệm đối đầu với tự nhiên của mình, Chrome quyết định sống mãi với đám mây này bằng cách đâm thẳng xuyên thủng vào nó. Thế là kích thích vào máu liều của hai khứa còn lại. Mục tiêu của họ là phải vượt cao hơn cả đám mây vũ tích kia, coi như thế mới giữ được cái mạng của mình. Để tăng thêm gia tốc tiến một mạch đến cái đích ấy, sen cư lấy nốt phần nước hồi sinh cuối cùng đút luôn vào lò để tận dụng độ cháy ghê gớm của nó một lượng khí lớn tỏa đầy quả khinh khí vút lên mỗi tội đường ra ở đâu thì cả bọn chưa rõ ngay lập tức Ryu tung mũ kiểm tra hướng gió từ đó lối thoát đã lộ ra Chrome dốc nốt số than cuối cùng để gia tăng thêm tốc độ nhờ sự tổng kết hợp của cả ba thành viên mà quả khinh khí đã thoát khỏi đám mây thành công sau một thời gian bay lượn cuối cùng họ cũng đã tiếp cận được với không phận của làng Ishigami tin báo thành công của chuyến bay cũng được truyền về Vegen và đồng đội tiến trình đóng tàu ở bên họ cũng đang được tiến hành hết sức khẩn trương Giờ chỉ chờ đợi nhóm của Senku bắt đầu chiến dịch tìm dầu mỏ nữa là xong Là họ sẽ có thể rong buồm ra khơi Sau khi Ryu gia nhập vương quốc khoa học Senku đã có trong tay lá ách để bắt đầu vượt biển Mục tiêu bây giờ của cả nhóm là phải tìm cho ra mỏ dầu Sagara Tuy nhiên sau khi trở lại làng Ishigami Senku cùng mọi người đã nhận ra Có những vấn đề còn cấp bách hơn cần giải quyết Đầu tiên là lương thực thực phẩm Nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa tổ đội trinh sát trên cao cùng lực lượng khám phá dưới đất Mà họ đã tìm ra được cả một rừng cây tuyết tùng và hơn cả là mỏ thịt dê núi khi đã có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Người làng Ishigami đã không còn phải lo lắng về nạn đói, thứ đã kìm hãm ngôi làng phát triển rất nhiều phen. Nhưng để duy trì cuộc sống ổn định hẳn thì họ cần phải phát triển nông nghiệp. Nhóm sen cư liền đi khảo sát và tìm ra được một cánh đồng lúa mì dại, thứ sẽ cung cấp cho họ hạt giống để bắt đầu canh tác. Nó cũng là nguyên liệu để làm ra vua của thức ăn dự trữ Paimon, à không, bánh mì và nơi lý tưởng để tăng gia sản xuất Sẽ là ở đồng bằng màu mỡ Canto Ngay khi khái niệm trồng trọt được tuyên truyền tới dân chúng Ai nấy đều sẵn tay vào việc Nhưng không phải là sáng trồng là tối có ăn Nên mọi người cũng hơi nản Ghen buộc phải tung chiêu Mượn chiếc nón nông dân mà Yuzuriha mới làm Cậu tung tin đồn rằng Đây chính là biểu tượng cho vua nông nghiệp Chỉ dành cho người có cánh đồng mướt nhất Người đó sẽ có vị trí ngang hàng với Ryusui và Senku Vậy là người người nhà nhà thi nhau thăm ngàn và đó là cách mà bệnh thành tích được sinh ra chỉ có một người hì hục làm mà chẳng quan tâm đến cái chức vua nông nghiệp đó chính là tai dư bên cạnh việc hùng hục làm tơi đất tai dư còn hướng dẫn mọi người dùng bột vỏ sò để làm thay đổi tính chất đất biến đất phèn chua thành đất kiềm giúp cây lúa mì sinh trưởng nhanh chóng thế là tai dư được luôn chức vua nông nghiệp và từ đây nguồn cung lúa mì cũng được đảm bảo đã có trong tay nguyên liệu nhưng mà để làm ra bánh mì thì không phải là cứ đút lúa mì vào nách là xong cả lũ giờ lại cần một master chef Thế là Ryu biết ngay phải hồi sinh cho ai Đó chính là quản gia của cậu Người thông thạo mọi món ăn Đa năng hơn cả Doraemon Francois với tác phong vô cùng chuyên nghiệp Francois vừa mới được giã đông cái đã đi nướng bánh luôn Và mục tiêu là món bánh mì stolen từ sữa dê Để tối ưu hóa quá trình nướng Senku đã thiết kế ra một lò đáp ứng nhu cầu của bếp chính Có mọi thứ cần thiết Francois nhanh chóng bắt tay vào việc Và thế là họ đã có lương thực dự trữ và lại còn có thêm nhiều loại bánh ăn cho nó vui mồm Có bánh ăn thì cũng sướng phết Nhưng bây giờ Senku cùng đồng bọn phải hoàn tất thỏa thuận với Minami cái đã Thứ mà cô ả à yêu cầu là vũ khí của phóng viên Máy chụp ảnh Để làm được công cụ này Senku cần lắm sự có mặt của lão Kaseki Nhưng ở độ tuổi của cụ thì Băng rừng vượt núi tàm này hơi nan Nhưng với con khỉ đột hơi nước 2.0 Mà cụ Kaseki đã hí húi tu sửa và cải tiến thì không Chẳng mấy chốc mà cụ đánh xe tới nơi và bắt tay chế tác vỏ ngoài cho máy ảnh, còn nội thất thì đã có sen cư và chrome sẽ lo. Đầu tiên sen cư cho natri hydroxit vào với bạc và Ammoniac rồi cho tấm thủy tinh nhúng vào dung dịch này. Pha thêm chút đường thực vật, đợi thêm 5 phút nhấc ra sẽ có được kính để hoàn tất công đoạn làm phim. Sen cư cho kính phản ứng với iốt từ tảo bên trong một chiếc hộp như buồng tối và thế là xong sau 3.700 năm máy ảnh đã chính thức trở lại để khai trương bức ảnh đầu tiên của nhân loại sau thảm họa sen cư được vinh dự trở thành người mẫu với nhà đầu tư trang phục từ Ryu mỗi tội tư thế nào cũng méo hợp với khứa này nên Francois đề xuất một pô với tư thế của nhà vật lý học vĩ đại nhất mọi thời đại chụp xong rồi thì phải rửa đầu tiên phải làm nóng thủy ngân để bốc hơi sau đó cho dung dịch hãm từ lưu huỳnh vào và như vậy ảnh sẽ hiện ra và thành quả là đây Ishigami Senku với style Albert Einstein nhưng mà máy ảnh không chỉ để chụp selfie mà còn là công cụ để vẽ bản đồ đó mới thực sự là thứ mà Senku nhắm đến vì có bản đồ sẽ đẩy nhanh quá trình khai phá thiên nhiên trong quá trình quan sát những bức ảnh đó Cô Haku Cư phát hiện ra có một vũng nước đen kỳ lạ Sau khi xem xét kỹ càng thì Senku Cư nhận ra ngay Đây chính là mỏ dầu Sagara Và thế là cả tổ đội lên đường truy tìm vàng đen nhưng vì mò mãi mà chẳng tìm được vị trí của mỏ dầu nên họ lại nảy ra một ý tưởng mũi lợn rừng vốn đánh hơi được mùi dầu nên chỉ cần túm một con rồi nhờ nó hỗ trợ thế là xong vương quốc khoa học cuối cùng cũng tìm ra mỏ sagara và bắt đầu lập dàn khai thác trong khi đang đi trên thuyền máy để test xăng từ mỏ Nhóm khoa học nhận ra họ đang gặp một vấn đề Trong việc xác định phương hướng giữa mênh mông sóng nước Vì cái kính lục phân có độ sai lệch quá lớn Nên sen cư bền quyết định cậu sẽ mang GPS trở lại Nghe thì có vẻ vô lý ở thực tế Nhưng về mặt lý thuyết thì hợp lý phết Cụ thể thì thiết bị này sẽ thu sóng điện từ một nguồn phát để xác định vị trí. Nguồn phát đó trước đây là vệ tinh, giờ sen cư sẽ thay thế bằng chính ngọn hải đăng trên đất liền khi được kích hoạt. Nó sẽ tạo ra làn sóng bao phủ một không gian rộng lớn. Những người ngoài biển chỉ cần giơ anten lên, thế là đã có ngay một kênh thông tin liên lạc trong phạm vi rất lớn. Trong khi đất liền và ngoài khơi đang test mic thì bất ngờ họ thu được một tín hiệu sen ngang, không chỉ không thể tìm ra nguồn phát, tín hiệu đó còn lặp đi lặp lại không ngừng đó là một mã MOS cho chữ Y. Sen cư ngờ rằng đây chính là tín hiệu từ hung thủ đứng đằng sau thảm họa thạch khóa 3.700 năm để tìm ra địa chỉ của hắn. Đồng thời giải đáp những thắc mắc xung quanh thứ ánh sáng thạch hóa, Sen cư tiến hành tạo ra con mắt khoa học radar đầu tiên. Sen cư cho đội lực điền giã nát số đá sphalerit thành bột mịn, rồi cho nó hòa tan với nước trong bình tam giác. Đợi nó lắng xuống sẽ cho ra sơn huỳnh quang. Sau khi tạo ống chân không ở trong bình, thì bước chuẩn bị ban đầu đã xong. Cơ chế hoạt động của con hàng này như này, khi electron được bắn ra với gia tốc lớn vì nhiệt, sẽ va chạm với đáy bình tam giác và tác dụng với sơn huỳnh quang tạo ra một chấm sáng. Nếu chấm đó di chuyển liên tục theo hướng trái phải, trên dưới với tốc độ cao và chính xác thì họ sẽ có được màn hình. Đó chính là màn hình TV thời cổ. Để đảm bảo tính ổn định của nó, sen cư cho dòng điện chạy qua tấm kính làm bằng pha lê, khi đó sẽ tạo ra những rung động theo tiết tấu chuẩn chỉnh. Những sóng điện tạo ra khi ấy sẽ bẻ cong quỹ đạo các hạt electron Kết quả là vẽ ra một đường kẻ xanh giữa màn hình Khi gắn thêm anten vô tuyến vào Họ sẽ có radar Không chỉ có radar Chỉ cần thay thế chiếc anten bằng micro Senku có ngay một bộ định vị sóng âm sonar Giúp họ định vị vật thể dưới mặt nước Và để sử dụng cả mắt lẫn tai của khoa học trong hành trình Senku tính giải quyết vấn đề bằng một nhà máy điện ngay trên tàu Nhưng tài nguyên để làm ra cỗ máy khổng lồ ấy lại đang cạn kiệt Trong cái khó lại ló cái may Chrome sau khi chứng kiến radar và sonar đã nảy ra một ý tưởng mới cậu cho màn hình kết nối với một lõi đồng với cơ chế tạo ra dòng điện cảm ứng khi lõi đồng gặp một vật thể từ tính khiến đường trên màn hình biến đổi thế là có thể tìm ra các quặng sắt dưới lòng đất rồi từ đây kỷ nguyên khai thác mỏ chính thức bắt đầu để có thể tối đa hóa sản lượng khai thác không quá phụ thuộc vào nhân công sen cư đã tạo ra mạng lưới vận tải từ nơi khai thác đến tận nơi cần dùng đầu tiên là ở trong khu mỏ sen cư đã cho xây dựng hệ thống xe gòn để vận chuyển khoáng sản ra ngoài thêm vào đó là lát đường nhựa nguyên liệu chỉ đơn giản là sỏi đá và chút dầu dừa và bước cuối cùng sẽ là tận dụng hệ thống đường thủy để đưa khoáng sản đến những nơi cần dùng những vấn đề về nguyên liệu cơ bản đã được giải quyết giờ chỉ chờ con tàu hoàn tất là sen cư cùng anh em đã có thể bắt đầu cuộc hành trình để gặp gỡ gã man kia nhưng thêm một biến nữa lại đến do con tàu không có bản vẽ chi tiết nên các mảnh ghép không được khớp với nhau khiến cấu trúc của nó ngày càng vặn vẹo nếu dùng biện pháp thử và sửa của cư sẽ rất tốn thời gian và công sức nên cậu đang nghĩ đến việc bỏ tàu lớn mà làm những con thuyền nhỏ cái gì chứ đã tàu là phải hỏi đến Ryuuji bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân khứa tư bản đề xuất làm một bộ mô hình tàu rồi từ đó nhân tỷ lệ lên là sẽ có được con tàu hàng ưng ý tài nghệ của Ryuuji mà cộng với bộ óc của cư chẳng mấy chốc nữa mà con tàu sẽ được hạ thủy sau một năm vắt từ sức đến óc cuối cùng ngày hoàn công con tàu đã đến để đánh dấu mốc sau này và cũng là để lưu giữ những hình ảnh của mọi người Nếu chẳng may có bất chắc xảy ra Minami muốn chụp một bức ảnh Có sự xuất hiện của cả vương quốc khoa học Nhưng Senku không nghĩ vậy Cậu cam đoan sẽ đưa toàn bộ mọi người chiến thắng trở về Và bức ảnh ngày hôm ấy sẽ đánh dấu một bước tiến mới của nhân loại Vào ngày 19 tháng 9 năm 5741 Tàu động cơ Perseus chính thức hoàn thành Bên trong con tàu là cả một hệ thống các phòng ban Đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm Phục vụ đủ mọi nhu cầu của thủy thủ Đặc biệt còn có một phòng lab lưu động dạng ô tô Nói chung là gì 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 cái gì Perseus cũng có Sau khi hạ thủy con tàu Họ công bố danh sách thủy thủ đoàn Vì tính chất nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm Nên Ryushi cũng không ép người có tên phải tham gia Thích thì đi, không thích thì ở nhà Đầu tiên là nhóm kỹ sư Tiếp đến là những nhân tố chuyên môn hóa từng vị trí Nối tiếp sẽ là lực lượng vận hành tàu Tổ đội lực điền Bộ trưởng bộ ngoại giao Gen cũng bị réo Bởi nghệ thuật đắc nhân tâm của cậu sẽ có ích vì những chiến binh mạnh mẽ nhất đều lên tàu Nên việc bảo vệ làng sẽ có đôi chút lỏng lẻo đây rất có thể là cơ hội để Homura và Hyoga làm loạn Nhưng Senku cũng đã biên cả rồi Một nhà tù lưu động đã được thiết kế riêng cho chúng Trong khi chiến thần Kinro gọi là lên Thì đầu vàng Ginro lại xin cứu Âm mưu của chân bé đù này là lừa để tàu đi xa Xong nhảy xuống tỏ vẻ níu kéo lắm Nhưng rồi lại quay về sâu bộ dạng đầy tiếc nuối Nhằm làm le với gái Tương lai khá đẹp nhưng bất thành Chỉ vì cái tính bao đồng của Taiju Và thế là Ginro đánh theo kiếp thủy thủ Cái kết đắng cho những đứa thích chơi trò tà ma lực lượng trên tàu đã đủ lúc này senku mới chia sẻ điểm đến của con tàu đó chính là nơi phát tích của làng ishigami nơi con tàu soyuz 2 đang ngủ yên bên trong đó chắc chắn sẽ có bạch kim nguyên tố chỉ chiếm 5% tỷ trọng lượng vỏ trái đất thứ kim loại quý giá sẽ giúp senku hồi sinh cả thế giới sở dĩ cậu biết bạch kim có ở hòn đảo ấy là nhờ nghe trong 100 câu chuyện truyền lại từ ruri mỗi tội trong đó lại méo nhắc đến tọa độ cụ thể của hòn đảo giờ cả bọn cứ đi mò mò để có mà mất nửa đời mất nhưng tác giả biên cả rồi và cho họ ngay một thanh niên trai làng cậu ta thừa nhận bản thân không phải là người làng Ishigami mà chỉ là một đứa trẻ trôi giạt được nhận nuôi tên của cậu lại chính là Soyuz trùng tên với con tàu vũ trụ của Biyakuya cùng đồng đội dựa theo những ký ức mơ hồ của cậu ta Senku đoán trên đảo kho báu cũng có người sinh sống họ là hậu duệ của nhóm người Biyakuya để thực hiện nguyện vọng của tổ tiên họ đã cố ra khơi để trở về với nước Nhật những dân làng Ishigami là thế hệ đã thành công tìm về Nhật với sự chỉ dẫn của Soyuz cùng các kỹ năng hàng hải của Ryusui cuối cùng thì trước mũi tàu cũng hiện lên hình ảnh hòn đảo kho báu ngay khi con tàu cập bến để tránh sự nhòm ngó của dân tại đây một nhóm nhỏ gồm Sen cư, Kohaku, Gen và Soyuz sẽ đổ bộ lên đảo để xem xét tình hình trong lúc đó Yukio ở phòng quan sát đã phát hiện ra những sóng điện kỳ lạ dưới đáy biển Ginro nhận lệnh của Yukio nhảy xuống kiểm tra thì đập vào mắt cậu là những tượng người hóa đá điều này rất là lạ lùng đấy vì lúc sự kiện hóa đá xảy ra Đảo này vốn là một đảo hoang cơ mà Thì làm sao lại có người hóa đá dưới lòng biển được Không những thế Ryu phát hiện có kẻ nào đó đang theo dõi họ Nhưng đã quá muộn Khi Gen cùng Soyuz quay lại quan sát đồng đội Thì mới ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa Vì toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị hóa đá Tin tức ngay lập tức được báo cho hai người còn lại Cô Haku lập tức quay về tàu để cứu anh em nhưng may được ghen buộc dây giữ lại tầm này rụng tốc là oẳng cả bọn ngay cần phải bình tĩnh phân tích tình hình cái đã cùng lúc ấy soyuz nhớ ra thêm một chút về ngày rời đảo cậu cùng mẹ đang chạy trốn một thứ gì đó mà lục mãi chả nhớ ra đó là thứ gì sau khi xem xét những thông tin đáng có sen nhận thấy ở đảo này đang tồn tại hai lực lượng một bên đối địch muốn hóa đá họ và một bên đồng minh đang muốn chạy trốn chỉ cần tìm được nhóm đồng minh thì nhóm sen cư sẽ có cơ hội tìm ra dương kho báu với bạch kim trong đó thì toàn thể đồng đội sẽ được cứu dựa vào những vỏ ốc bị vứt dọc đường sen cư bắt đầu sử dụng khoa học điều tra để truy tìm manh mối đầu tiên sen cư cho đun nắm cyano acrylate rồi để vỏ ốc vào chỗ hơi nước để làm gì? Để khi chiếu tia UV vào sẽ thấy dấu vân tay. Từ đó Sen cư suy luận ra đối tượng là nữ, chiều cao lẫn thể hình ở mức trung bình. Phần tiếp theo của quá trình truy vết là của Gen bằng suy luận của mình. Đầu đen trắng đã tìm ra những sợi tóc còn vương lại của đối tượng. Sau khi truy thêm vài vật chứng khác, Senku đặt chúng vào máy ly tâm chạy bằng cơm, thu được thành phần được phân tách thông qua kính hiển vi cầm tay. Cậu thấy được những hạt phấn hoa của hoa ly từ đó có thể xác định được vị trí của người dân đảo là nằm sâu trong đất liền lần theo dấu vết cuối cùng cả bọn đã tìm ra được đối tượng cô gái ấy tên là Amarilis một cô nàng đáng yêu mỗi tội lại sắp lên xe hoa để gia nhập hậu cung của tù trưởng trong khi Gen còn đang mải suy tính cách tiếp cận sao cho đỡ sượng thì khứa Sen cư đã nhảy ra hỏi trực tiếp dương kho báu đang ở đâu thấy những người lạ mặt cô ả à cứ ngỡ tù trưởng đến đón bèn dùng chiêu mỹ nhân kế để chiếm cảm tình câu chuyện đang giang dở thì đột ngột tiếng người vang lên làng của amarilis đang tiến hành bạo loạn chống lại tù trưởng để ngăn chặn chuyện này cũng như để bảo toàn đồng minh sen cư cùng anh em sử dụng đến hàng nóng thiết bị chấn áp khoa học Chloracetone acetone hay thường được gọi với cái tên là đạn hơi cay để giải tán đám đông sau khi chứng kiến tà thuật của sen cư Amarilis ngỏ ý muốn được mượn sức mạnh này để chung tay chiến đấu cùng với cô lật đổ tù trưởng 5 năm trước Amarilis từng theo anh chị ra khơi chạy trốn Nhưng rồi bọn họ đã bị Kiri Same và Mozu Hai tay sai đắc lực của tù trưởng phát hiện ra và truy đuổi Chúng sử dụng một loại vũ khí mà khi tung lên cao Sẽ tỏa ra ánh sáng xanh Bất cứ ai bị rơi vào phạm vi ảnh hưởng của nó đều sẽ bị hóa đá Amarilis may mắn ở ngoài tầm chiếu Nên đã giữ được mạng Nhận thấy thứ ánh sáng kia là một loại vũ khí Amarilis đã không ngừng cố gắng để trở nên xinh đẹp Nhằm được tuyển vào hậu cung và cướp lấy nó Senku nghe kể chuyện là hiểu ngay vấn đề cái thứ ánh sáng hóa đá đó đang ở đây và nó hẳn phải có những điểm yếu nhất định vì sen cư cũng muốn nắm được nó nên cậu đồng ý tham gia cách mạng để tăng khả năng tiếp cận được tù trưởng họ cần thêm những ứng cử viên tham gia buổi tuyển vợ ngày mai tìm tới tìm lui chả có ai khác ngoài cô ha cư tài chiến thì có thừa chứ nhan sắc thì căng phết để giúp cô nàng tự tin khoe cá tính sen cư liền bắt tay ngay vào trùng tu nhan sắc cho cô ha cư quần áo thì amarilis lo được nhưng muốn make up thì họ cần nhiều hơn những thứ họ đang có Vậy nên cả bọn phải lấy được xe lắp lưu động từ trên tàu Nhiệm vụ này cũng khá khó khăn Do con tàu đã bị phe tù trưởng chiếm đoạt Kẻ quản lý ở đó là tể tướng Ibarra Kề cận còn có Kirisame Chứng kiến những người bạn hóa đá bị tên tể tướng đập vỡ Kohaku chịu không nổi bèn lao đến vách đá Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Kirisame tấn công do bộ váy quá vướng khiến cô ha cư không thể tiếp chiêu mà ăn đập trong giây phút nguy nan đầu cô ha cư bỗng nhảy số mà hét lên rằng tôi cần lát hiểu rằng đám dân đảo không hiểu câu ấy là gì nên ghen đã lấy tên đó để gọi sen cư vờ như cô nàng đang gọi người yêu từ đó che mắt kirisame mà giải vây cho cô ha cư tuy cách diễn có phần giả chân nhưng ít ra họ thoát nạn đồng thời cũng truyền được tín hiệu nếu còn có người trên tàu thoát nạn hên là có nhưng không hên là đó là ginro nhưng thật ra ginro cũng hên khi con tàu đang bị thứ ánh sáng hóa đá bao vây, Ginro đang ở dưới nước. Nhờ trước đó Yukio đã bắn lệch hướng của nguồn phát, nên khi Ginro lặn xuống, cô cậu đã thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó và cậu cũng không phải là người duy nhất thoát nạn. Khi thứ ánh sáng hóa đá lan đến, Ryuji đã kịp thời đá văng Suika khỏi tàu. Với sự nhỏ nhắn nhanh nhẹn, cô bé chính là lá bài quan trọng để lấy lại phòng lab di động, không phụ kỳ vọng của mọi người. Suika đã hợp sức ăn ý cùng Ginro và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó nhằn được giao họ lại còn ngụy trang kỹ cái xe khiến phe địch cứ tưởng đó chỉ là một con quái thú nào đấy nhờ thế mà phe sen cư có thể giấu mình bên trong tuy nhiên đám lính đang lại gần để tránh việc ngụy trang bị vô hiệu do khói xe sen cư chợt nghĩ ra cách để giải tán đám đông bằng hoa nhài kết hợp với thịt sò thối rồi hâm nóng lên sẽ tạo ra một mùi thum thủm của chất thải sinh học khiến cho đám địch bị bịt một phen nghĩ rằng sinh vật kia đang tào tháo rượt nhờ thế mà đám sen cư chim cút thành công sau khi tạo dấu vết giả cả bọn được Amaryllis đưa đến một cái hang bí mật để trú ẩn, trang thiết bị khoa học đã có, còn được thêm dăm ba loại hoa quả, họ đã có thể bắt đầu trùng tu nhan sắc cho cô Haku. Đầu tiên là bộ tóc vừa cứng vừa chỉa lung tung của cô, sen cư cho cô Haku gội đầu bằng hỗn hợp gồm dầu dừa kết hợp với natri hydroxit và axit sulfuric loãng trộn với dầu và muối. Dầu gội thì tốt đấy, nhưng chưa đủ đô. Tóc của cô Haku đã sơ lại còn hư tổn nặng nên cần phải được phục hồi cái đã bằng cách cho ngâm một thời gian với hỗn hợp mật ong, chanh và dừa và kết quả thu được là một mái tóc suôn mượt chuẩn sân siêu bước tiếp theo là tân trang cho nhan sắc đầu tiên là phấn phủ được làm từ đá mica nghiền thành bột sau đó lấy nó kết hợp với màu vàng và đỏ từ đá bengal trộn với dầu dừa sẽ cho ra kem nền ngoài ra sen cư còn tạo ra son môi và nước hoa để tăng tính hấp dẫn đã có đủ đồ nghề cô ha cư bèn thử trang điểm lên hết cứu từ từ để amarilis thử lại đã cứu nhưng tiện đã nắm được sức mạnh của khoa học trang điểm thì phải tối đa hóa khả năng chứ Thế là một loạt nam nhân thử sức giả gái Sen cư tạm được nhưng chất giọng quá nam Tạch ghen Sinh ngon giọng nữ nhưng cao quá Tạch Soyuz thì tạch 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 Còn Ginro thì hết nước chấm Sau cuộc tuyển chọn Cả ba ứng viên của phe Sen cư đều đã được nhận Riêng cô Haku thì bị tên Moju để ý Hắn nhìn ra ngay cô là một chiến binh Nhưng thay vì làm to chuyện Hắn lại chỉ đe dọa Rằng nếu cô làm trò hề với hậu cung Thì chính hắn sẽ ra tay loại trừ trong lúc ấy tại hàng động Senku cũng đang gấp rút hoàn thành vũ khí khoa học mới Về cơ chế thì con hàng này là một dạng thu thanh tinh thể một chiều Không cần pin dạng khuyên tai Cách hoạt động của nó tương tự như tai nghe không dây vậy Nhằm duy trì liên lạc Giờ đây lực lượng sẽ chia ra thành hai chi đội Đội gián điệp với nhiệm vụ quan sát nhất cử nhất động của phe địch Khi có cơ hội còn mình Kirisame thì dụ ra riêng Và buộc ả phải dùng đến vũ khí hóa đá Còn đội khoa học sẽ cướp lấy nó từ trên không Bằng một thiết bị mà người hiện đại gọi là drone sơ đồ chế tạo được thiết lập và việc đầu tiên sen cư phải làm đó là chế tạo mô tơ nghe thì đau to búa lớn thế thôi nhưng cũng easy bước đầu tiên là chế tạo nam châm điện bằng cách quấn dây đồng quanh mẫu sắt rồi để điện chạy qua và làm tương tự một cái nữa hình chữ u khi đặt hai cái lồng vào nhau sẽ tạo ra hiện tượng cảm ứng điện từ khiến nam châm bên trong xoay liên tục nhưng tầm này là chưa đủ sen cư lùa cả đám tiến hành quấn dây để tạo ra một cục nam châm điện siêu mạnh cùng lúc đó phía tổ gián điệp đã xâm nhập vào trong căn cứ địch nhân lúc amarilis thu hút sự chú ý của đám lính cô ha cư đã có thời cơ tách ra để đi khảo sát nhờ thế mà cô đã tìm ra chiếc chìa khóa khoa học tuy nhiên vấn đề bây giờ là chiếc tai nghe chỉ có một chiều và họ chẳng thể liên hệ được với đội khoa học nhưng rồi vấn đề ấy cũng đã được giải quyết nhờ chiếc xe bốn bánh mini và được ngụy trang dưới dạng chuột phía đôi gián điệp có thể báo cáo qua thư tay kế hoạch đến đây thì ok phết cho đến khi lộ ra hai đứa cô ha cư và ginro đều mù chữ mặc dù trong làng đã từng có lớp học nhưng thôi không sao người thành công luôn có lối đi riêng và đây là lối đi của cô ha cư sau một hồi đánh vật với mấy hình dị dạng gen đã nhận ra rằng muốn giải mã thì cần thấu hiểu tâm can người viết cô ha cư không thể dùng những hình ảnh dễ nhận biết được mà đó là ngôn ngữ của khoa học dựa vào gợi ý đó của nhà tâm lý sen cơ đã hiểu ra thông tin mà cô ha cư đã gửi về cụ thể thì cô đã xác nhận đã tìm ra rừng kho báu đêm hôm đó cô ha cư đã lẩn ra ngoài để tiến đến vị trí con tàu tìm manh mối tuy nhiên ẩn dưới lớp đá của thời gian con tàu còn bị phủ thêm một lớp bê tông dày cộp nếu cô ha cư ra tay đập thì có khi lại đánh động địch nên cô đành chờ sự hỗ trợ của tổ khoa học mà thôi ngay khi nhận được tin tình báo sen liền nghĩ ngay tới bom câm thứ được sử dụng để phá vỡ các công trình bê tông trong khu dân cư. Về cơ bản thì nó là phản ứng giữa axit sulfuric dạng nước với canxi sunfat khan. Khi đổ cả hai vào lỗ trên bề mặt bê tông và nén lại bên trong sẽ tạo ra phản ứng hình thành kết tinh thạch cao, từ đó tạo ra hiện tượng giãn nở không ngừng, phá vỡ lớp bê tông trong im lặng. Mỗi tội khi lấy thành quả do dùng lực bị lố nên cô Cư đã làm bê tông rơi xuống vỡ tan chai đựng, làm vương vãi hết đám cát vàng bên trong đã thế còn đánh động đám lính canh, tuy tinh thần có hơi hoảng nhưng cô Haku đã kịp thu hết đám cát mang đi ngay trước khi địch kéo đến. Sau khi nhận được hàng gửi của cô Haku, Senku đã tìm ra bạch kim ẩn chứa bên trong để có được những hạt nhỏ kho báu quý giá này biyakuya đã dành ra toàn bộ phần đời còn lại của ông để đãi tìm chúng ở con suối trên đảo ông hiểu rằng để tạo dựng lại nền văn minh con người cần rất nhiều loại khoáng vật vậy nên để tạo lực đẩy cho tương lai biyakuya đã ra sức tìm kiếm các loại kim loại quý kể cả khi đã bị tuổi tác làm cho suy tàn thể lực thì ông vẫn cố gắng hết mình vì một tương lai thế giới trở lại và cho đến khi gục ngã ông vẫn một lòng tin tưởng rằng Senku sẽ trở lại và hồi sinh thế giới Tuy họ không cùng chung huyết thống Nhưng sự tin tưởng và tình cảm mà hai người dành cho nhau Thì quá cả một mối quan hệ ruột thịt Những ngày tháng gian khổ của Biyakuya đã không đi vào lãng phí Senku bắt đầu quá trình tạo ra dung môi Chỉ một lượng rất ít bạch kim thôi Nhưng sau khi trải qua quá trình mê cung này Nó sẽ sinh ra axit nitric Từ đó tạo ra nước hồi sinh khi ấy họ sẽ có thể dã đá cho toàn bộ anh em trên tàu Binh hùng tướng mạnh đã có cũng là lúc cuộc chiến giành tia hóa đá chính thức bắt đầu Để biết cụ thể diễn biến cuộc va chạm này Mời các bạn đón xem phim vào tháng 10 Hoặc một recap ở tương lai nào đó của chúng tôi Và tôi quản quại Xin chào và hẹn gặp lại